trận, mỗi người một thần sắc khác, không ít kẻ thầm nghĩ bản thân may mắn không bị chọn vào trong trận. Ngoài ra, ánh mắt ai nấy đều gắt gao dán chặt vào cửa tháp màu xám. Càng ngày càng nhiều tia chớp xám xịt xuất hiện bên trong cấm chế cửa tháp, vẫn nộ bổ lên lốc xoáy hắc bạch, giống như bị hành vi phá cấm mạnh mẽ của quần tu triệt để chọc giận. Lốc xoáy hai màu tuy vẫn cấp tốc xoay tròn, tiếp tục ngăn cản lôi điện màu xám, những tốc độ so với trước đây rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều. Bên dưới luồng gió xoáy đã lộ ra cửa đá cửa tháp, lôi điện xám xịt đã không còn, chỉ còn lại có một tầng quang mạc óng ánh nhàn nhạt, nhạt bao phủ trên cửa đá. Tầng quang mạc óng ánh này cùng với tầng cấm chế trong suốt nơi cửa vào bí cảnh rất giống nhau, thoạt nhìn còn dày đặc hơn vài phần. Chương 1043, xuất hiện tung tích kẻ địch. Lôi Ngọc Sách thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức cắn răng một cái, thân hình bắn ra, xuất hiện trước cửa đá, hai tay đặt lên trên màn sáng. Xuy suy suy, 108 kim sắc phi châm bắn ra từ trên người gã, đuôi mỗi phi châm đều khắc một kim long rất sống động, vần quanh thân châm, đầu, đuôi, vẩy móng rất rõ ràng, giống như muốn đẳng vân giá vũ, thực sự tinh xảo hết sức. Ánh kim chấp động liên tục, 108 phi châm đều đâm vào trong màn sáng vàng, ghim sâu vào cả nửa thanh. Kim mang tuyệt tiên châm, xa xa trong đám người, có người kinh ngạc lên tiếng. Lôi ngọc sách lẩm bẩm nói, những kim sắc phi châm này phát ra kim quang trói mắt, hơn nữa rung rung cấp tốc. Màn sáng óng ánh rung động theo, phát ra tinh quang chói mắt, âm thanh nhọn sắc gầm rú chói tai, giống như ngàn vạn đao kiếm cùng tấn công. Phá, trong mắt lôi ngọc sách hiện lên tia tiếc nuối, sau một khắc đột nhiên trở nên kiên định, tay kết pháp quyết mãnh liệt thúc dục, trong miệng chợt quát một tiếng. 108 kim châm tiếp tục tán phát quang mang, khựng lại một chút rồi chui hết vào trong màn sáng, sau đó nổ tung ở bên trong. Liên tiếp là tiếng nổ mạnh, bề mặt màn sáng lập tức xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành những lưu quang phiêu tán, lộ ra một cửa đá màu xanh đen bên trong, không còn gì ngăn cản nữa. Sắc mặt lôi ngọc sách buông lỏng, đội tu sĩ quan sát phía xa hoan hô vang dội tu sĩ bên trong pháp trận nhìn thấy cảnh này cũng thở dài một hơi. Nhưng vào thời khắc này, những đường vân tia chớp trên cự tháp bỗng nhiên sáng rõ, sau đó vô số tia chớp xám xịt thô to từ trong biên cuồng bắn ra, bất luận là số lượng hay uy lực đều hơn xa lúc trước, trải thành hình quạt quét về bốn phương tám hướng. Lốc xoáy đen trắng vốn đã nỏ mạnh hết đà, bị những tia chớp màu xám này đánh vào, lập tức bị xé rách dễ dàng. Hai cây cờ hắc bạch tứ tán trong gió lốc rơi xuống, rách thành nhiều mảnh, không còn chút linh tính nào. Vô số lôi điện màu xám phá vỡ lốc xoáy đen trắng, tiếp tục rơi xuống như mưa, bao phủ phía dưới, phô thiên cái địa. Sắc mặt lôi ngọc sách đại biến, thân hình nhoáng một cái, lập tức bắn ngược ra xa mấy chục dặm tránh đi. Đội tu phía trước tháp cũng lập tức lui về sau, hàn lập lẫn ở trong đó, cũng nhẹ nhàng lui lại. Kỳ thật hắn phát hiện dị thường của cấm chế cự tháp sớm hơn mọi người, nhưng không lập tức lui về sau, mà đợi một chút để tránh có người chú ý. Đội tu phía trước tuy rằng cách một khoảng với cự tháp, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng một số ít đứng quá gần, những người phản ứng không kịp, thân thể trực tiếp nổ tung, Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Về phần trăm người trong pháp trận kia bị trói buộc trong đại trận, không thể đào tẩu, bị vô số tia chớp bao phủ rồi. Hồ quang điện trói mắt lóng lánh tán loạn, hình thành một lôi hải màu xám đen, lôi điện pháp tắc cuồn cuộn trong đó khiến người ta phải sợ hãi, tất cả đồ vật dính phải lôi điện xám xịt kia, bất kể là cây cối, gạch đá đều lập tức biến thành cho bụi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong lôi hải, chợt vang lên rồi vụt tắt. Hàn Lập thấy cảnh này, nội tâm thở dài, càng cảnh giác hơn với Tuế Nguyệt Tháp. Đây chỉ là bên ngoài mà đã có cấm chế nguy hiểm như vậy, tình huống bên trong tự nhiên không cần phải nói. Bất quá vào thời khắc này, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, thấy trong lôi hải mơ hồ lóe lên một đoàn lam quang lóe lên rồi biến mất. Lập tức bên trong lôi hải truyền đến một âm thanh bạo liệt động trời, một đoàn bạch quang chói mắt từ bên trong bộc phát ra, xòe thành hình bán nguyệt, quang mang lóe lên trói mắt, xé lôi hải xám đen ra một vết rách. Âm thanh vèo, vèo không ngừng vang lên, hơn 10 đạo độn quang từ bên trong lôi hải bay ra, như lưu tinh bay đến khu vực an toàn, hiện ra 10 thân ảnh tu sĩ. Đây là những người có tu vi nổi bật đã vào trận trước đó, ba gã tu sĩ Thái ất cảnh còn lại đều là kim tiên đỉnh phong hoặc hậu kỳ. Mười mấy người không một ai hoàn hảo, quần áo tả tơi, trên thân vết thương trồng chất, trái đen một mảnh, càng có những người thiếu tay thiếu chân, nhìn thê thảm chật vật vô cùng. Lôi hải màu đen chấp động vài cái, rất nhanh tan rã, hiện ra mặt đất trái đen, hơn nữa đã bị cạo đi một tầng, người bên trong đều biến mất, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ tiên khí pháp bảo. Nhìn thấy cảnh này, dù đã chuẩn bị tâm lý, song ai nấy cũng đều khó coi. Lôi ngọc sách, văn trọng, hai người các ngươi không phải nói phá giải cấm chế không có nguy hiểm quá lớn hay sao? Đây là chuyện gì? Một trung niên mặc đạo bào trắng bên trong mười mấy người phóng tới, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hai người lôi ngọc sách, lạnh giọng chất vấn. Phía trước người trung niên nam tử lơ lửng một kiện tiên khí nguyệt luân màu trắng, thế nhưng quang mang ảm đạm, linh tính mất đi rất nhiều. Người này là quán chủ lăng nguyệt quán, thiên nguyệt đạo nhân, tu vi đạt đến thái ất cảnh trung kỳ, là một trong mười mấy người có tu vi cao nhất, lúc trước cũng bị chọn vào 100 người bày trận. Không chỉ một mình y, Lăng Nguyệt Quán sở trường về công pháp trí âm, ngoại trừ thiên nguyệt đạo nhân, trong số người Lăng Nguyệt Quán lần này, hơn phân nửa đều đã tiến vào song sinh pháp trận, hiện tại toàn quân bị diệt, y làm sao lại không giận dữ. Những người khác may mắn chạy trốn được cũng đầy căm tức nhìn vào hai người lôi ngọc sách. Mà đám đại đội liên minh cũng nhìn về phía bọn lôi ngọc sách, sắc mặt gần nửa bọn họ đều giận dữ. Thiên Thủy Tông cũng có một người tiến vào song sinh pháp trận, nhưng không vẫn lạc trong đó, trốn thoát được, bởi vậy, hai người tô an thiến, cận lưu không chất vấn gì, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Chư vị bất giận, việc này cũng vượt quá dự đoán của lôi mỗ, tại hạ vốn cho rằng phá giải cấm chế trên cửa đá thì thiên tê âm lôi trận trên tháp cũng sẽ tự động phá giải, chưa từng nghĩ tới biến cố bậc này. Sắc mặt lôi ngọc sách ảm đạm giải thích, thiên nguyệt đạo nhân nghe xong, hư lạnh một tiếng, sự giận dữ trên mặt không giảm chút nào. Chư vị, để xảy ra thảm kịch như vậy, ta cùng minh chủ cũng đau lòng muôn phần. Bất quá lúc trước tại hạ đã nói rồi, chúng ta tiến vào tiên phủ, tìm tòi bí cảnh, vốn là mạo hiểm thật lớn, ai cũng không biết lúc nào sẽ chết đi, sinh tử chỉ trông chờ số mệnh an bài. Hơn nữa minh chủ vì phá giải cấm chế ngoài tháp, ngay cả hai kiện trí bảo bên mình bị hủy đi, tổn thất cũng rất lớn. Văn Trọng đứng bên cạnh lôi ngọc sách tiến lên một bước, chậm rãi nói ra. Đúng vậy, xảy ra chuyện này chính là kiếp nạn ngoài ý muốn, làm sao có thể quy tội cho cá nhân, Minh chủ cũng là vì để cho chúng ta có thể tiến vào tuế nguyệt tháp tầm bảo mới cố sức phá giải cấm chế. Nếu không phải vậy, tử thương không chỉ như thế, chư vị nên tỉnh táo một chút, cận lưu ho nhẹ một tiếng, tỉnh táo nói ra, đối với những người đã bất hạnh chết đi này, sau khi thăm dò hết tiên phủ, liên minh sẽ dành một ít để đền bù tổn thất, chư vị yên tâm. Văn Trọng lần nữa nói ra, thiên thủy tông và thông thiên kiếm phái đều nói như thế, sắc mặt thiên nguyệt đạo nhân vẫn bất định, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Những người khác bị uy thế hai phái chấn nhiếp, không dám nói thêm gì nữa. Hàn Lập đứng trong đám người không để ý đến tranh chấp này, ánh mắt nhìn mười mấy người đằng sau, nơi có hai người một nam một nữ đang lặng lẽ đứng, đúng là Lam thị huynh muội. Khi kịch biến xảy ra, người khác không chú ý, nhưng thần thức hắn vô cùng cường đại, rõ ràng cảm giác được một cỗ linh áp cường đại bất thường bên trong Lôi Hải, tựa hồ là công pháp thủy thuộc tính, không kém hắn chút nào. Chính thức phá vỡ Lôi Hải đúng là cỗ linh áp này mà không phải nguyệt luân tiên khí của Thiên Nguyệt đạo nhân. Từ khí tức linh áp mà nhìn, đúng là hai người này, bọn họ che che giấu giấu như thế tất nhiên thân phận không tầm thường. Nhìn trang phục của họ, lại tu luyện công pháp thủy thuộc tính, hơn nữa còn là hai người, hẳn là bọn chúng chính là Lam thị huynh muội của Kim Hãn Tiên cung. Hàn Lập thu hồi ánh mắt nhanh chóng, nội tâm yên lặng tính toán, bỗng một ý niệm xẹt qua trong đầu. Ca ca, thực xin lỗi, tình thế cấp bách vừa rồi, ta thoáng ra tay phá vỡ lôi hải có thể bị người phát hiện hay không. Làm nhàn xuất hiện một chút xấu hổ, thấp giọng truyền âm nói. Tình huống vừa rồi nguy cấp, dù ngươi không ra tay, ta cũng phải xuất thủ, hơn nữa vừa rồi âm lôi chi lực kích động bên trong lôi hải, đủ để che lấp khí tức khi ngươi xuất thủ. Lấy thần thức của những người ở đây, sẽ không thể phát hiện ra được. Làm nguyên tử truyền âm Trần An nói, làm nhàn nghe vậy, nội tâm mới thoáng buông lỏng, thiên thủy tông và thông thiên kiếm phải tụ tập một chỗ, thấp giọng thương nghị. Bây giờ cấm chế tuế nguyệt tháp đã bị phá vỡ, chúng ta đã chậm chế bên ngoài, giờ nên nhanh chóng đi vào, đừng để người khác đoạt trước. Bất quá tuế nguyệt tháp, cấm chế bên ngoài đã đáng sợ như thế, bên trong tất cảng thêm nguy hiểm, vừa rồi minh chủ và phó minh chủ đã thương nghị với nhau, những đạo hữu có tu vi thấp chớ đi vào, miễn cho lại có thương vong lớn, nhân tâm sinh ra oán hận. Cận lưu tiến lên hai bước, nói với mọi người, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây giận dữ bất chấp bi thương. Cận tiền bối, người nói tu vi thấp là muốn chỉ trình độ nào một tán tu kim tiên lập tức hỏi dưới kim tiên cảnh thực lực quá yếu xác suất sinh tồn bên trong quả thực không lớn nên ở bên ngoài cảnh giới cận lưu khoát tay chặn lại nói ra như vậy sao được hành động này không công bằng khi phá giải cấm chế thì gọi không ít tu sĩ chân tiên cảnh vào trận giờ sau khi vất vả mở ra đại môn tuế nguyệt tháp lại không để chúng ta vào thế là đạo lý gì không sai chúng ta sẽ không đồng ý những tu sĩ chân tiên của các tông môn thì yên lặng nhưng những người xuất thân tán tu lại lập tức kêu lên yên lặng lội ngọc sách nhướng mày trầm giọng quát âm thanh gã không lớn nhưng khiến cho hư không rung động ông ông mãnh liệt vang vọng trong cốc lộ ra một uy thế khiếp người những tu sĩ chân tiên cảnh vốn định thừa dịp bộc phát chút bực tức lúc này biến sắc nguyên một đám câm như hến quyết định như thế là vì nghĩ cho an toàn của mọi người như vậy đi sau này liên minh sẽ xuất ra ba thành thu hoạch trong tháp phân cho chư vị phía ngoài, để đền bù tổn thất. Đồng thời, các người không cần giữ cửa, chỉ cần lưu lại ít người cảnh giới là được, những người khác có thể tiếp tục thăm dò ở địa phương khác. Dù sao bí cảnh này rất lớn, thời gian có hạn, không cần tập trung quá nhiều người ở bên này. Lôi Ngọc Sách tiếp tục nói, nghe vậy, những tán tu chân tiên kia mới yên lòng một chút. Bọn họ âm thầm cân nhắc thực lực bản thân khi mạo hiểm tiến vào tuế nguyệt tháp này, lập tức cảm thấy như vậy cũng có lợi, vì thế cùng nhẹ gật đầu. Những thế lực tông môn kia, không ít người không muốn mang đệ tử chân tiên cảnh vào tháp, nghe nói sau đó còn được đền bù tổn thất, lập tức cam tâm tình nguyện, phân phó đệ tử chân tiên cảnh ở bên ngoài trông coi. Trường 1044, chọn đường đừng hối hận. Việc này không nên chậm chế nữa, chúng ta vào tháp thôi. Lôi ngọc sách khẽ quát một tiếng, nhóng một cái cả thân người đã xuống phía dưới, sau đó tiến đến trước đại môn bằng đá dưới chân tháp. Những người khác ở xung quanh cũng vội vã đi theo sau bớt đi tu sĩ chân tiên cảnh, đoàn người giờ này chỉ còn chưa tới 500, Hàn Lập tự nhiên bất động thanh sắc trà trộn vào trong đám người, đi theo sau một người ở khoảng cách tương đối. Đồng thời ánh mắt hắn như có như không quét về phía một đám người ở hướng khác, ở nơi đó có hai tu sĩ dung mạo không có gì đặc sắc, nam thì mặt vuông mày rậm, nữ thì mặt tròn môi đỏ. Đó là hai người mà trước đây hắn đã nghi ngờ là Lam Thị Huynh Muội. Mặc dù hắn không có cách nào xác nhận thân phận thật sự của đối phương, nhưng xem ra hai kẻ kia dù không phải là làm thị huynh muội cũng là đối tượng mà hắn cần chú ý. Lần này, bí cảnh Thái Tuế phủ mở ra, dù Kim Nguyên Tiên cung không có người chủ sự nhưng hắn không cho rằng Thiên Đình có thể ngồi yên, không quan tâm đến. Nếu như đến nay còn chưa thấy người Thiên Đình, ngược lại cần phải cảnh giác nhiều hơn. Lôi Ngọc Sách đứng phía dưới chân tháp, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có gì sai lầm, mới nhấc một bàn tay đặt lên trên cửa đá. Kết quả gã chưa vận lực cửa đá đã phát ra âm thanh, ù, ù trầm muộn, tự động mở sang hai bên, để lộ ra một thông đạo u ám, bên trong có chút ánh sáng lờ mờ, lại có ánh lửa chập trờn. Lôi ngọc sách tuy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Gã không tiến vào ngay, mà đứng trước cửa bắt đầu đánh giá. Mọi người thấy thế, cũng nhao nhao nín thở nhìn vào trong, đồng thời đều thả ra thần thức thăm dò, kết quả lại không thu hoạch được gì. Trong tháp hiển nhiên tồn tại một loại cấm chế chi lực vô hình, có thể ngăn cản tất cả thần thức mọi người. Nơi này quả thực có chút cổ quái, tất cả mọi người phải chú ý nhiều hơn, hiện tại không muốn đi vào vẫn còn kịp." Phan Trọng cười hì hì, nói một tiếng. Tuy y nói như vậy, nhưng mọi người nếu như đã đến nơi này, lại còn trải qua nhiều khó khăn chắc trở, làm gì có ai nguyện ý từ bỏ. Tự nhiên không có ai quay lại hay rời đi, ánh mắt mọi người đồng loạt đặt lên người Lôi Ngọc Sách. "Đi." Lôi Ngọc Sách nói một tiếng, cất bước tiến vào trong tháp. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, dẫn đầu là Thông Thiên Kiếm phái và Thiên Thủy tông. Mọi người đi vào bên trong tháp, chỉ thấy bốn vách tường đều treo đầy chậu than, bên trong đốt một loại dầu nào đó, không thấy có khói, nhưng lại có mùi tanh nhàn nhạt, nhạt ngập tràn bốn phía. Bên trong tháp, trái phải không bày biện đồ vật gì, chỉ thấy trước mặt có một pho tượng hai đầu cao hơn 10 trượng đứng lặng im. Pho tượng kia có phần cổ quái, đầu bên trái là một khuôn mặt thiên quan tươi cười, đầu bên phải lại là một bộ mặt ác quỷ dữ tợn. Phò tượng khoác trên người một bộ tử kim giáp sau lưng mọc ra một đôi cánh màu vàng một tay cầm một thanh kim như ý tay kia thì cầm khai sơn phủ phân biệt chỉ về hai bên trái phải mà phía dưới kim như ý và khai sơn phủ đều xuất hiện một thông đạo tính nghịch thông tới chỗ sâu nhất trong tháp tất cả ánh sáng chiếu đến cũng không thấy rõ quang cảnh bên trong trên kim như ý và khai sơn phủ có chữ viết đúng lúc này có người bỗng kêu lên ánh mắt hàn lập ngưng lại thấy trên kim như ý cùng khai sơn phủ đều có một hàng chữ nhỏ thẳng tắp hắn lẩm bẩm trong miệng, trạch lộ vô hối, thủ đồ đồng quy. Ở một bên khác, Lôi Ngọc Sách cũng đồng dạng mở miệng lẩm bẩm, quay đầu hỏi, đây là ý gì, cái gì gọi là chọn đường đừng hối hận. Xem ra lựa chọn con đường khác nhau sẽ gặp phải những thứ không giống nhau, chỉ sợ một bên hung hiểm, một bên kia. Càng nguy hiểm hơn, cận lưu nghe vậy, dừng lại suy nghĩ một chút, rồi trầm ngâm nói. Vừa đúng lúc, chia đôi đường mà đi, thiên thủy tông chúng ta cùng thông thiên kiếm phái các người đều tự mình dẫn đầu một đội nhân mã, mỗi bên đi một đường. Tô An Thiến nhìn chăm chú vào pho tược, ánh mắt xoay chuyển trả lời. Tô Tiên Tử, chỗ này dù sao cũng là hạch tâm tiên phủ, bên trong nhất định nguy cơ trùng trùng, ta nghĩ chúng ta không nên tách ra thì tốt hơn. Ánh mắt lôi ngọc sách lóe lên một cái rồi nói, cận lưu nghe vậy, có chút trần chờ truyền âm khuyên ngủ, ta biết rõ ngươi không muốn đi cùng hắn, chỉ là lời hắn nói không sai, nếu như trên pho tượng đã viết, đều đến đích như vậy đi đường nào không phải đều giống nhau hay sao cận sư huynh từ khi nào lại trở nên ngây thơ như vậy những gì được nói trên pho tượng kia liệu có phải là sự thật hay không vị thái tuế thiên tôn kia sẽ không cố ý bố trí nghi trận khiến cho kẻ xâm nhập lao vào tử lộ chứ tô an thiến cười lạnh một tiếng trả lời lời sư muội thật có lý sư huynh đã ngu muội rồi chỉ là hai con đường này nên chọn lựa thế nào sư muội đã nhìn ra manh mối gì chưa cận lưu nghe vậy cứng lại cười khổ một tiếng rồi truyền âm đáp. Trong hai cái thông đạo này đều có cấm chế, thần thức không cách nào dò xét, chỉ còn cách đi vào mới biết được rốt cuộc là có cái gì tồn tại ở bên trong thôi Tô An Thiến trả lời. Tô Tiên Tử, lời tại hạ vừa nói, người thấy thế nào? Thấy Tô An Thiến nửa ngày không trả lời, lôi ngọc sách lại hỏi. Không thế nào cả, thông thiên kiếm phái các người cùng thiên thủy tông chúng ta lần này là minh chủ liên minh, nếu tập trung đi cùng một chỗ, các đạo hữu còn lại sẽ an bài thế nào? cũng không thể để bọn hắn tự đi thăm dò một đầu thông đạo được. Tô An Thiến lãnh đạm nói ra, vậy, lôi ngọc sách nghe vậy, trần chờ nói, hảo ý của lôi đạo hiếu, ta thay sư muội ghi nhớ trong lòng, chỉ là vừa rồi sư muội đã lý giải, nếu chúng đã được các đồng đạo tôn làm minh chủ, tự nhiên nên đảm đương trách nhiệm dẫn dắt mọi người. Cận Lưu vừa cười vừa nói, nếu đã như vậy, xin mời Tô Tiên Tử lựa chọn trước một đường. Lôi ngọc sách sau khi nghe xong, liền nói ra, thiên quan bên trái ác quỷ bên phải ta đây liền lựa chọn bên phải tô an thiến không chút do dự nói ra được vậy thông thiên kiếm phái chúng ta liền đi con đường bên trái này chư vị đạo hữu linh tiêu môn tác thanh cốc liệt quang thành mặc hương lâu cùng vong yêu các các ngươi theo tô tiên tử thăm dò những người còn lại đi cùng với ta lôi ngọc sách cao giọng nói ra những người phía sau đang tự mình phỏng đoán ý nghĩa của pho tượng có chút lưỡng lự với hai con đường tuy nhiên nếu như thủ lĩnh liên minh đã lên tiếng với lại đi đường nào cũng đều có một trong hai đại tông phái dẫn đầu tự nhiên không dị nghị gì không bao lâu mấy trăm người chia làm hai đội ngũ tiến vào hai con đường khác nhau dưới bức tượng tại thời điểm chia tay lôi ngọc sách vẫn dặn dò tô an thiến cẩn thận mọi việc nhưng nàng làm vẻ không tiếp thu mang đám người rời đi trước lẫn trong đám người vong yêu các là hai người lam thị huynh muội thần sắc trên mặt tỏ ra bình thường nhưng kỳ thực đang âm thầm truyền âm tiểu muội tên lôi ngọc sách này huy vũ hùng dũng mà cảnh giới cùng Tô An Thiến sàn sàn như nhau, tại sao nàng kia lúc nào cũng có bộ dạng lạnh như băng vậy? Thật kỳ quái, Lam Nguyên Tử cảm thấy nghi hoặc, truyền âm dò hỏi. Điều này có gì kỳ quái? Bất kể là người phàm hay tiên nhân, chỉ cần là nam tử, không phải đều giống nhau sao? Càng không chiếm được thì lại càng si mê say đắm, vị tô tiên tử kia càng lạnh lùng băng giá, lôi ngọc sách càng mong mà không được, mới quyết một lòng vì nàng. Lam nhan che miệng cười, đáp, còn có đạo lý như vậy sao? Lại nói, đây cũng tính là một chiêu, dục cầm cố túng. Lam Nguyên Tử sau khi nghe xong như ngộ ra điều gì, nhẹ gật đầu nói. Làm sao, ca ca ngươi nghe ra mùi vị gì vậy, có chút cảm thấy tâm đắc sao? Lam Nhàn bỗng nhiên đổi giọng hỏi. Khục, được rồi, làm chuyện chính sự quan trọng hơn, tiếp theo tốt xấu khó lường, ngươi theo sát ta. Lam Nguyên Tử nghe vậy cứng lại, vội chuyển chủ để nói. Tại cuối đội ngũ, lúc Hàn Lập đi qua phía dưới chuôi khai sơn phủ, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ở chỗ tay cầm cán búa viết mấy chữ nhỏ, lạc phủ đoạn trường sinh, lông mày hắn không khỏi cao lại. Cơ hồ cùng lúc đó, trên một con đường khác, một thiếu nữ áo đen trẻ tuổi cũng đi ngang qua dưới chuôi kim như ý liền ngửa đầu nhìn lại, thấy trên kim như ý có mấy chữ nhỏ, như ý không như ý. Tất cả đội ngũ hai bên sau khi tiến vào trong thông đạo được mấy trăm trượng, thì chợt có tiếng ầm ầm từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy khai sơn phủ và kim như ý trong tay pho tượng hai đầu đồng thời rơi xuống, biệt kín hai đầu thông đạo chặn đường quay về đội ngũ hai bên nghe tiếng đồng thời ngừng lại văn trọng và cận lưu tự mình quay lại kiểm tra rồi lại quay về đội ngũ chỉ nói không còn đường lui cần toàn lực đi tới mọi người vốn vì tầm bảo mà đến sau một trận ầm ý cũng yên tĩnh trở lại tiếp tục đi tới ở phía sau đội ngũ hàn lập khi nghe thấy âm thanh này trên khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng nghĩ tới điều gì thời gian kế tiếp thiên thủy tông cầm đầu đội ngũ đi dọc theo thông đạo đi vào phía trong hơn 10 dặm, trên vách đá hai bên đường khắc chi chít các loại phù văn, bởi vì quá mức lộn xộn, cho nên Hàn Lập không nhìn ra có tác dụng gì. Càng đi vào trong, thông đạo dần dần thu hẹp lại, từ mấy trăm trượng nay chỉ còn rộng hơn 10 trượng. Lúc đầu đám người còn để tâm phòng bị, sẵn sàng đối phó với tình huống đột ngột phát sinh hoặc là cơ quan cấm chế xuất hiện. Kết quả là ngoại trừ thông đạo càng ngày càng hẹp, tựa hồ không có biến hóa gì khác, ngay cả một cấm chế nhỏ cũng không có. Mà càng như vậy, lại càng khiến người ta thấp thỏm trong lòng, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương. Đi đến cuối thông đạo, ở phía trước xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng cao mấy chục trượng, trái phải phía trên đều điêu khắc tượng một vị thần cầm kích, đều là hình dáng nộ mục kim cương, nhìn uy phong lẫm liệt, vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt mọi người đều bị pho tượng hấp dẫn, chỉ có giải rác vài người chú ý lên những chiếc đinh ốc trên cửa lớn. Âm âm dương dương, mười vào chín ra, xem bộ dạng là âm dương bế tỏa trận. Cận Lưu đứng đầu nhìn về cửa đá chỉ trỏ, mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe thấy, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Những chiếc đinh trên cửa đá đúng là có phân chia âm dương, có phần lồi ra ngoài, có nơi lõm vào, tạo thành bố cục âm dương giao thoa, nhưng nó không có nghĩa là âm dương, mà là đại tinh cung. Trong đó, phần lồi ra ngoài là thái dương cung, thứ lõm vào trong là thái âm cung, cho nên tên gọi chân chính của trận pháp này là tinh cung đối chỉ cấm trận mới đúng. Về phần âm dương bế toàn trận chỉ là phần da lông bên ngoài, thực không phù hợp. Sư huynh nếu như đã biết, chắc là đã có cách phá trận rồi. Tô An Thiến hỏi, có thể thử một lần, cận lưu sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Dứt lời, gã quay lại nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, chư vị tạm thời im lặng, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Thanh âm vừa dứt, trong thông đạo lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn tới gã. mươi 1045, do dự. Cận đạo hiếu, không biết muốn tuyên bố chuyện gì đây? Vua khoát hải khẽ nhíu mày, hỏi. Chư vị, muốn vào trong bảo tháp này tầm bảo chỉ cần phá vỡ cánh cửa đá trước mắt này. Muốn mở ra cấm chế nơi đây, nếu một mình ta làm chỉ ít cần hai ngày công phu, nhưng nếu có chư vị hết sức giúp đỡ, có lẽ trong chốc lát có thể phá giải. Ánh mắt cận lưu đảo qua đám người, mở miệng nói. Đám người nghe vậy, đều cúi đầu chú ý nhìn trái phải, hiển nhiên ký ức khắc sâu cảnh tượng tập thể phá trận lúc trước, sợ mình sẽ giống như mấy người trước kia không cẩn thận trở thành tế phẩm mở cửa mắt thấy không người hưởng ứng thân sắc cận lưu hơi trầm xuống chậm rãi nói ra nếu chư vị không muốn bỏ ra chút khí lực nào mà chiếm tiện nghi chỉ sợ thế gian này không có chuyện tốt bực này a à. cận đạo hữu thực không phải chúng ta sợ chết chỉ cần đạo hữu giảng giải kỹ một chút cách phá trận như thế nào để mọi người còn chuẩn bị dù xảy ra tình huống gì cũng có thể tự mình ứng đối dương trưởng lão tiến lên một bước nói ra đại trận trên cánh cửa này là âm dương bế tỏa trận chỉ cần chư vị đồng thời vận dụng tiên linh lực lên trên cánh cửa này làm cho số lượng đinh cửa âm dương ở hai bên trái phải vốn cân bằng phát sinh thay đổi là có thể mở ra cấm chế tiến vào bên trong cận lưu suy nghĩ một lát giải thích cận đạo hữu nói nhẹ nhàng như vậy trên cánh cửa này thật không có cấm kỵ gì về phản chế chứ sẽ không phải chúng ta vừa mới ra tay liền bị pháp trận phản vệ để rồi rơi vào kết cục vô cùng thê thảm đến hải cốt cũng không còn chứ Vua khoát hải trần chờ một lát, nói ra, ta đã tra xét, trận này khác với lúc trước, tuyệt không có gì ngoài ý muốn. Nếu chư vị vẫn chưa yên tâm, ta cùng chư vị đồng thời phá trận, đến lúc đó nếu có biến, ta cũng sẽ bị phản phệ. Trên mặt cận lưu lộ ra vẻ tươi cười, giải thích. Sư huynh của ta đã nói xong, ai muốn tự giác tham gia trận phá giải đây? Tô An Thiến thấy vẫn không ai hưởng ứng như cũ, nhíu mày hỏi. Trong thông đạo, thanh âm vẫn vắng lặng, bọn người vu khoát hải đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ câm điếc. Ý cười trên mặt cận lưu dần dần thu lại, mở miệng nói ra, đã như vậy, làm phiền mấy vị vu đạo hiếu, dương trưởng lão, phó cốc chủ, triệu phó các chủ và tần lâu chủ làm gương, chọn ra nhân thủ từ môn hạ của mình, đến giúp ta phá trận. Cận đạo hiếu, vu khoát hải vừa mở miệng, liền bị cận lưu nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, nếu chưa vị đã gia nhập liên minh, giờ phút này tốt nhất nên nghe theo lệnh điều động, nếu không sau khi ra khỏi bí cảnh này, hết thảy hậu quả, chư vì tự mình gánh chịu. Bọn người vu khoát hải nghe vậy, tự nhiên minh bạch ngụ ý của gã, chính là ngày sau sẽ tìm tông môn bọn họ gây phiền toái khiến cho cả bọn đều thần sắc hơi đổi. Thành tác cốc nguyện nghe theo lệnh điều động, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, phó cốc chủ dẫn đầu ôm quyền nói. Nói xong, y liền chỉ trỏ trong tông môn của mình, chọn lựa nhân thủ. Mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, cũng đành phải như y, chọn lựa nhân tuyển. Đúng rồi, trong mỗi một tông môn nên tuyển ra một người biết thuật phá trận, nghe ta bố trí. Lúc này thần sắc cận lưu mới hơi trì hoãn, nhắc nhở. Vu khoát hải nghe vậy, ánh mắt chuyển động, rơi vào trên thân hàn lập. Thạch đạo hiếu, trong linh tiêu môn ta thực sự thiếu người hiểu biết trận pháp, vậy làm phiền ngươi với tư cách người của linh tiêu môn ta xuất thủ. Vu khoát hải mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói ra. Y vừa nói xong, cách đó không xa dương trưởng lão và phó cốc chủ đều một hồi trắng mắt nhìn, chỉ có thể hối hận mình chậm một bước, uổng phí để vu khoát hải chiếm dụng con pháo hôi thạch mục này. Việc này, không ổn lắm đâu, trong lòng hàn lập thầm mắng một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ làm khó, nói. Thạch đạo hữu yên tâm, việc này xong, ngươi liền có thể gia nhập linh tiêu môn chúng ta, ghi danh sách trong tổ sư đường, làm một vị nội môn trưởng lão, ngày sau không còn là tán tu như cụm bèo không dễ nữa. Vu khoát hải vỗ vỗ bả vai hàn lập, nói ra. Vu đạo hữu nói là thật, hàn lập ra vẻ kinh hỉ hỏi một lời đã nói ra, lại có chư vị đạo hữu ở đây chứng kiến, há lại không thật. Vu Khoát Hải cười nói, vậy ta sẽ ra tay một lần này. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra, cách đó mười mấy bước, trong đám người vong yêu các, Lam Nhàn huyễn hóa thành dung mạo phổ thông, đang nhìn xem bên này. Ca ca, ngươi nhìn kẻ đáng thương bên kia, bị người dùng lợi nhỏ câu dẫn, liền nguyện ý vì người xuất thủ. Thật đúng là bi ai a. Trong mắt nàng hiện lên một tia trào phúng cùng đáng thương, truyền âm cho Lam Nguyên Tử tán tu gian khổ, người không thể biết được, có thể trở thành trưởng lão linh tiêu môn, với hắn tuyệt không xem như lợi nhỏ. Lam Nguyên Tử chỉ liếc qua, tùy ý trả lời. Lam Nhan còn muốn mở miệng nói gì đó, liền nghe vị triệu phó các chủ vong yêu các chỉ hai huynh muội bọn họ, nói ra còn hai người nữa, cùng tham dự phá trận đi. Sau một lát, từng tông môn đã lựa chọn xong nhân thủ, cận lưu liền chọn ra những người biết trận pháp trong đám bọn họ, giảng giải một ít yếu điểm phá trận, lại để bọn họ truyền đạt cho những người khác hàn lập sau khi nghe xong trong lòng thầm than một tiếng nếu dựa theo biện pháp cận lưu phá giải cấm chế trên cửa ngay từ đầu đã đi sai thì không nói còn rất có thể dẫn phát cấm chế phản phệ bất quá lấy thân phận của hắn tự nhiên không thể nói gì cả trở lại đám người linh tiêu môn bên này hàn lập dặn dò một phen với những người bị lựa chọn tham gia phá trận nội dung đại khái giống với cận lưu nói nhưng chi tiết lại hơi khác chút bất quá người bình thường sẽ không nhận ra ước chừng nửa khắc đồng hồ sau hơn 10 người bị chọn tham gia phá trận đã phân ra đứng hai bên cửa đá. Chư vị, lúc phá trận, cần phải toàn lực thôi động tiên linh lực, chớ chậm trễ, nếu không xảy ra bất chắc gì, đừng trách cận mỗ trách phạt. Sắc mặt cận lưu nghiêm lại, cao giọng nói ra, vâng, đám người vội vàng lên tiếng, tốt, theo như ta nói lúc trước, bắt đầu đi. Cận lưu phân phó một tiếng, sau đó dẫn đầu bấm pháp quyết đánh ra một đạo hào quang thủy lam lên cửa đá. Những người khác theo sát phía sau, cũng vội vàng bấm pháp quyết, điều động tiên linh lực trong cơ thể, đánh về phía cửa đá. Chỉ thấy đạo đạo quang mang như cầu vồng tụ hợp vào các vị trí đinh khác nhau trên cửa. Đinh đóng trong cửa bắt đầu lấp lóe quang mang, dần nhô ra, mà vị trí cửa có đinh nhô lên thì bắt đầu lõm xuống. Trên toàn bộ cửa đá, quang mang tụ tập dần dần phân lưu, tạo thành một cái đồ án âm dương song ngư chuyển động theo vòng tròn bất định. Lúc song ngư chuyển động, cửa đá tựa hồ bắt đầu buông lỏng, chấn động kịch liệt, phát ra trận trận thanh âm suy suy chư vị, thêm chút sức nữa, cửa sắp mở ra rồi. Cận lưu đại hỉ, cao giọng quát, những người còn lại nghe vậy, tinh thần phấn khởi, toàn lực thôi động tiên linh lực. Hàn lập một mực chú ý biến hóa cấm chế trên cửa, trong lòng biết rõ giờ phút này sắp xuất hiện điểm báo cấm chế đại môn bị kích phát, nếu bỏ mặc không quan tâm, không đến mấy tức, đám người sẽ lọt vào cấm chế phản phệ. Đối với sinh tử những người không liên quan đến mình, hắn vốn cũng không lo lắng gì. Tâm bảo bí cảnh vốn là tình huống sinh tử tự chịu, đoạn đường đi tới đây hắn đã thấy rất nhiều, bất luận là ai đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, quá trình tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, đồng thời cũng phải tiếp nhận phong hiểm thân vẫn đạo tiêu. Chỉ là sinh tử những người này lại liên lụy đến chính mình, mà trên đường phía bên kia còn có một đội ngũ đang tiến lên, nếu bọn họ bên này bị ngăn trở, mà bên kia nhanh chân đến trước đoạt bảo vật, vậy coi như không tốt chút nào. Mắt thấy đồ án âm dương sau ngư chuyển động càng lúc càng nhanh nhanh, đột nhiên đám người linh tiêu môn tham dự phá trận xảy ra biến cố mấy người đó không hành động theo lời cận lưu nói mà là đem tiên linh lực rót vào trên mấy cái đinh cửa cận lưu không đề cập đến. do đó đồ án song ngư vốn đang bắt đầu xoay tròn kịch liệt lập tức dừng lại, trực tiếp tán loạn ra. cận lưu thấy thế giận tím mặt, đang sắp nổi giận, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, chỉ thấy phía dưới quang mang màu sắc rực rỡ do đồ án song ngư bị tán loạn ra hóa thành vậy mà có một mảnh tinh không chiếu dọi ra. thân sắc gã hơi đổi, lập tức minh bạch chính mình trước đó đã nhận lầm pháp trận liền mở miệng cao giọng quát, pháp trận có biến, chư vị nghe lệnh ta, một lần nữa phá trận. Nói xong, gã liền bắt đầu chỉ thị từng bước, lệnh cho đám người một lần nữa rót tiên linh lực nhập vào trong từng chiếc đinh cửa. Coi như người không ngu, nếu không, ta lại phải tự mình xuất thủ. Hàn lập âm thầm gật đầu nhẹ, suy nghĩ nói, theo lệnh hoàn toàn mới truyền đạt, trên cửa đá sán lạn một mảnh tinh quang, pho tượng hai vị thần nhân cầm kích bỗng nhiên xảy ra biến hóa, giờ hai thanh trường kích lên cao, cửa đá liền theo đó mở vào bên trong ầm ầm một trận âm thanh ma sát nặng nề từ từ vang lên hai phiến cửa đá nặng nề dần dần mở vào trong một mảnh hào quang màu vàng từ đó tỏa ra ở trong còn kèm theo một cỗ ba động thập phần cổ quái ánh mắt mọi người đều bị cảnh tượng trong cửa đá hấp dẫn nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang lóa mắt dù vận dụng thần thông linh mục cũng không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì kim quang này chẳng lẽ là bảo quang do bảo vật tán phát ra vu khoát hải lẩm bẩm nói gã vừa thốt ra lời này Đám người chợt cảm thấy một trận nóng mắt, trong mắt dồn dập hiện ra vẻ tham lam. Thế mà chư vị lại là tất cả các đại tông môn bên trong Kim Nguyên Sơn mạch, ngay cả ba động khí tức trong này phát ra đều không phát hiện được sao? Đó rõ ràng là ba động Kim chi lực trường, Tô An Thiến cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra: "Tô tiên tử, số lượng Kim chi lực trường trong Kim Nguyên Sơn mạch không ít, khí tức nó như thế nào, chẳng lẽ chúng ta lại không phân biệt được?" Kim quang trước mắt đại thịnh như vậy rõ ràng là bảo vật kim thuộc tính nào đó mới đúng chứ? lông mày dương trưởng lão nhíu lại nói ra tô an thiến nghe vậy cũng không giải thích chỉ cười khẽ đáp lại dương trưởng lão thấy thế trong lòng nổi lên nghi hoặc tự nghĩ có phải bản thân đã nhận nhầm hay không ánh mắt hàn lập quét qua trong cửa trong lòng đã hiểu rõ ngày thường trong kim nguyên sơn mạch đa số kim chi lực trường hình thành tự nhiên không có pháp trận gia trì linh lực kim thuộc tính trong đó phát ra mặc dù mạnh nhưng lại không tinh thuần mà kim quang trong cánh cửa trước mắt này Sở dĩ nhìn tựa như bảo vật kim thuộc tính phóng thích ra bảo quang, tự nhiên là vì ở trong đó kim thuộc tính chi lực nồng đậm, lại tinh thuần, nên mới làm cho đám người mê hoặc. Đám người đứng tại cửa ra vào, mặc dù lòng đoạt bảo cực nóng, nhưng thực sự cũng không ai dám vào thẳng vào, một mặt là kiêng kỵ Thiên Thủy tông quản chế, một mặt khác tự nhiên là sợ bên trong còn có cấm chế cơ quan gì khác. Chương 1046, đi đầu, chư vị, mặc kệ bên trong có phải kim chi lực trường hay không, chúng ta đều phải cẩn thận đối phó cho nên không bằng chư vị chia hai đội tuần tự tiến vào trong đại điện như thế nào cận lưu suy nghĩ một chút nói ra không biết tuần tự đi vào là như thế nào vua khoát hải nhíu mày lại hỏi trong chư vị người tu luyện công pháp kim thuộc tính và người am hiểu cấm chế pháp trận tạo thành đội tiền chạm đi trước một bước tiến vào trong cửa nếu ở trong quả nhiên có pháp trận ra chỉ kim chi lực trường thì để người am hiểu phá cấm giải trừ cấm chế rồi đội đi sau sẽ tiến vào cận lưu giải thích cận đạo hiếu Phương pháp này tuy tốt, nhưng không công bằng. Vòng yêu các ta chủ tu chính là công pháp kim thuộc tính, như vậy chẳng phải là để cho chúng ta đi dò đường thử lôi cho chư vị. Triệu Phó các chủ tiến lên một bước nói ra, "Triệu đạo hữu đừng vội, phàm là người thuộc đội tiền chạm, bất luận trong cửa có cấm chế hay không, đồ vật đều thuộc các vị sở hữu, như thế nào? Hậu đội áp trận không phải hoàn toàn không có việc làm, phải ở ngoài cửa tiếp ứng tốt, một khi sự tình không như dự liệu sẽ phải trợ giúp các ngươi." Cận Lưu khoát tay áo, nói ra, nếu vậy, vẫn coi là hợp lý đấy. Triệu phó các chủ suy nghĩ một phen, nói ra. Lần này đội tiền trạm do những người tu công pháp kim thuộc tính của Liệt Quang Thành, vòng yêu các và thiên thủy tông chúng ta tạo thành, về phần linh tiêu môn, mặc hương lâu và thanh tắc cốc hãy chọn lựa mấy vị đạo hữu am hiểu phá cấm cùng đi, như thế nào. Cận lưu suy nghĩ một lát, nói ra, đám người sau khi nghe xong, cũng cảm thấy hợp lý, đều gật đầu đáp ứng. Hàn lập nhìn vu khoát hải đi tới mình, Liên biết gã nhất định lại muốn bắt mình đi cho đủ số, trong lòng cảm thấy không có gì để nói. Bất quá, hắn vốn định trước một bước tiến vào cửa, cho nên khi gã kia mở miệng, hắn không cự tuyệt, thuận thế đáp ứng, nhưng mà hắn có chút ngoài ý muốn là vô khoát hải vậy mà cũng muốn gia nhập đội tiền trạm. Người các phương chọn lựa được người tham gia đội tiền trạm, hợp thành một đội ngũ không đến trăm người. Ta vốn còn tính chọn lựa một vị chủ sự đội tiền trạm, không ngờ vu đạo hiếu, dương đạo hiếu và triệu đạo hiếu vậy mà đều nguyện ý chủ động gia nhập thật sự là niềm vui bất ngờ. Cận Lưu vừa cười vừa nói, ha ha, lời ấy sai rồi, nếu hơn phân nửa nhân thủ vong yêu các ta đi vào, ta là thủ lĩnh há lại chờ đợi ở bên ngoài. Triệu phó các chủ hiên ngang lẫm liệt nói ra, người trong môn nhìn về phía gã, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít hiện lên mấy phần sùng kính. Người liệt quang thành ta gia nhập đội tiền trạm cũng không ít, ta tự nhiên cũng phải đi theo, cùng cộng đồng tiến thối với bọn họ. Dương trưởng lão cũng tới trước một bước nói. Linh tiêu môn chúng ta không chủ tu công pháp kim thuộc tính, vu khoát hải ta ngược lại là một ngoại lệ, lần này liền cùng thạch đạo hữu gia nhập vào đội tiền trạm này. Vu khoát hải nói tiếp, hàn lập nghe những lời nói sôi sục này, trong lòng cười lạnh không thôi. Nói cho cùng, những người này tiến vào bên trong trước một bước, chiếm đoạt tiên cơ, bên trong có phải kim chi lực trường hay không, bọn hắn có lẽ tự khắc có biện pháp ứng đối, hoặc trong lòng ôm lấy may mắn. Hàn lập cũng không thèm để ý chuyện này, điều hắn chú ý tới là đồng dạng trong đội tiền trạm có cả lam thị huynh muội lúc trước phá trận đôi này không lộ ra chút chân ngựa nào chỉ là không biết sau khi vào cửa tình huống sẽ như thế nào lam nguyên tử đang nói chuyện với lam nhan đột nhiên phát giác được có ánh mắt chăm chú nhìn mình lông mày cau lại gã đột nhiên quay đầu lại nhưng ánh mắt kia đã rời đi căn bản không có ai nhìn về phía bên này nữa làm sao vậy ca ca lam nhan nghi ngờ hỏi không có việc gì chắc là ảo giác thôi Lam Nguyên Tử cười cười, nói ra, lát vào trong cửa, nếu thật sự có bảo vật thì phải làm sao bây giờ. Lam Nhan bỗng nhiên chuyển thành truyền âm, nói ra, nếu có bảo vật, ca ca tự nhiên đoạt lấy tặng ngươi. Lam Nguyên Tử cười trả lời, vậy ca ca phụ trách đoạt bảo, những gia hỏa chướng mắt này liền giao cho ta, nhất định giết bọn chúng chó gà không tha. Khuôn mặt Lam Nhan hồn nhiên khẽ cười, truyền âm nói, những người này dùng để làm pháo hôi coi như phù hợp, không cần phải giết gấp như vậy. Lam Nguyên Tử truyền âm nói, Lam Nhan nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, truyền âm nói, thế nhưng không giết sạch bọn chúng, ta phải một mực giữ bộ dáng nha đầu xấu xí này, ta không muốn. Giết sạch bọn chúng, người khôi phục bộ dáng lúc đầu thì để cho ai xem. Lam Nguyên Tử cười nói, tự nhiên là cho ca ca nhìn, cũng chỉ cho ca ca nhìn, những mặt hàng bẩn thỉu kia làm gì xứng chứ. Lam Nhan cười hì hì nói, trong suy nghĩ của ca ca, Người mãi mãi là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian, hình dáng thay đổi hay không, căn bản không có ý nghĩa. Mặt mày Lam Nguyên Tử ôn nhu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, truyền âm nói ra. Làm nhàn nghe vậy, gương mặt đỏ lên, một đôi mắt sáng, mị nhãn như tơ. Đám người điều chỉnh sơ qua, phân ra hai đội ngũ một trước một sau, đi tới Kim Quang Tràn ra ngoài cửa. Các vị đạo hiếu, cứ yên tâm tiến vào, phía sau có chúng ta áp trận, sẽ không vấn đề gì đâu. Cận Lưu gật gật đầu, nói ra. Ánh mắt Tô An tiến thanh lãnh, trên mặt không biểu lộ gì, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Vu Khoát Hải và Dương Trưởng Lão lướt nhau một cái, gật đầu nhẹ, mang theo bọn người Hàn Lập đi vào trong cửa. Mấy người vòng yêu cắt theo sát phía sau, đi vào. Chỉ thấy mọi người đi thoáng qua cánh cửa, liền bị kim quang trói mắt kia nuốt sống, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, khí tức trên thân tán phát ra cũng trở nên khó thăm dò được. Hàn Lập đi phía sau hai người Vu Khoát Hải, vừa mới bước vào phía sau cửa không gian, liền cảm giác quanh thân siết chặt, có một cỗ lực cường đại từ bốn phương tám hướng chuyển tới trói buộc. Loại trói buộc chi lực này không giống với trọng áp của thổ thuộc tính, hay sự dính động của thủy thuộc tính, đó là một loại kim loại trói buộc chi lực, phảng phất như bị từng tia từng sợi tơ kim loại vừa cứng cỏi không gì sánh được, lại vừa không chỗ nào không có quấn quanh lôi kéo trói buộc. Kèm theo, còn có từng đạo kim phong gọt xương từ phía đối diện quét đến, tựa như từng thanh tiểu đao lá liễu cạo, cắt trên mặt khiến người đau đớn bốn phía tràn ngập kim quang một mực kích thích tất cả ánh mắt mọi người khiến cho mọi ánh mắt đều bị ngăn trở cách mười trượng đã trở nên mơ hồ một mảnh phảng phất bao phủ trong một tầng kim vụ mông lung chuyện gì xảy ra loại cảm giác này chẳng lẽ là triệu phó các chủ phát giác được dị dạng ở bốn phía cả kinh kêu lên thật đúng như tô tiên tử đã nói trong này thật là kim chi lực trường dương trưởng lão có chút xấu hổ cười khổ một tiếng nói ra nói xong cổ tay y chuyển một cái lấy ra một hạt trâu màu vàng đặt trong vạt áo trước ngực chính giữa liền có một đạo hồ quang màu vàng nở rộ ra khó khăn lắm bao phủ cả người y vào trong dù tu vi y như vậy còn cần pháp bảo bảo vệ mới có thể chịu đựng được ảnh hưởng của kim chi lực trường nơi đây lại càng không cần phải nói những người khác nguyên một đám lộ vẻ thống khổ vội vàng thả ra linh quang hộ thể chống cự lực lượng ăn mòn bực này hai tay vua khoát hải vừa bấm pháp quyết vận chuyển một loại công pháp nào đó trên thân liền có từng đường vân màu vàng hiển hiện đồng dạng ngăn trở kim chi lực trường ảnh hưởng chỉ là tiêu hao tiên linh lực trong cơ thể tăng hơn gấp mấy lần kim chi lực trường cường đại như thế trước kia các người đã từng gặp chưa cái này tất nhiên là có pháp trận gia trì mấy người các ngươi nhanh đi lên thăm dò trận nhãn trận cước ở nơi nào hủy nó cho ta thân sắc vu khoát hải khẽ biến chỉ vào mấy người hàn lập nói ra mặc dù hàn lập cũng bị kim chi lực trường này ảnh hưởng nhưng thể phách hắn không phải những người này có thể so sánh được đương nhiên sẽ không cảm thấy dày vò như vậy chỉ là vì phối hợp với thân phận hiện tại hắn mới đồng dạng xoay người nhíu mày làm ra bộ dạng thống khổ khó nhịn trong kim chi lực trường này căn bản nửa bước khó đi a à. vu đạo hiếu không phải là ta không chịu xuất lực chỉ là thật sự là lòng có dư mà hàn lập còn chưa nói xong liền bị vu khoát hải thô bạo cắt ngang bớt nói nhảm tranh thủ thời gian đi không giải trừ trận pháp này chúng ta đừng nghĩ đoạt được bảo vật gì tất cả đều phải ngạnh sinh chịu chết ở chỗ này vu khoát hải cả giận nói cái này ai Hàn Lập tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chọn lấy một phương hướng, tiến đến dò xét. Chính giữa kim chi lực trường này, lực lượng thần thức tuy không phải là hoàn toàn không có chỗ dùng, nhưng đồng dạng nhận lấy hạn chế cực lớn, lấy thần thức cường đại của Hàn Lập, vậy mà cũng chỉ có thể dò xét phương viên không hơn trăm trượng. Thêm nữa cửu u ma đồng cũng đồng dạng bị hạn chế, Hàn Lập giờ phút này cũng vô pháp thấy được toàn cảnh không gian sau cửa này. Hắn đi tới phía trước hơn trăm bước, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cây cột đá màu vàng trắng kiệt phía trên điêu khắc dày đặc phù văn, giờ phút này đang không ngừng lóe ra hào quang màu vàng, từng cỗ ba động kỳ dị đang từ trên đó chuyển ra. Hẳn đây chính là một chỗ trận cước kim chi lực trường rồi. Hàn lập tự lẩm bẩm hắn đi đến trước cột đá, đưa tay vuốt nhẹ lên đó một chút, cảm giác có một cỗ sắc bén chi lực xuyên vào đầu ngón tay. Hàn lập nhìn phía trên cột đá màu vàng, chỉ thấy đỉnh trụ vùi sâu trong kim quang, không cách nào thấy rõ toàn cảnh, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, phía trên tựa hồ còn điêu khắc một con dị thú có hai cánh dưới hai cánh của nó có gai nhọn xuyên thấu qua kim quang hiển hiện ra hắn đang định xem xét một chút phù văn trong này rốt cuộc là thứ gì thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng thét con dị thú hai cánh kia lại không phải là pho tượng mà là vật sống lao xuống hắn thân hình hàn lập lập tức lóe lên lui ra phía sau dị thú phóng xuống kia cơ hồ bám sát theo thân thể của hắn rìa hai cánh dạng dỡ kim quang mang theo một cỗ khí tức lăng lệ không gì sánh được trực tiếp cắt hư không chung quanh vỡ ra một vết rách. Thừa dịp lúc nghiêng người, hắn thấy rõ bộ dáng dị thú kia, phát hiện nó như kim điêu, hình thể mặc dù không lớn nhưng quanh thân ẩn chứa kim thuộc tính chi lực hết sức lợi hại, thình lình lại là một đầu kim trúc thú. Chỉ là khí tức kim thuộc tính của con kim trúc thú này, so với hai đầu mãnh hổ kim trúc thú mà Hàn Lập gặp trước kia thì cường đại hơn. Vừa rồi thời điểm nó bất động, hoàn toàn dung hợp với cảnh vật chung quanh, thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện được điểm dị thường nào. Kim Niêu một kích không trúng, cánh lông vũ vỗ trên mặt đất một cái, xoay người lên, hoành cánh quét tới phía Hàn Lập. Một đạo kim quang trói mắt liền từ bên trong chảm kích ra, trực tiếp xé rách hư không, chém tới. Cổ tay Hàn Lập lắc một cái, một đạo điện quang màu vàng hiện lên, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm nổi lên, ngăn trở đạo kim quang kia. Con, thanh trúc phong vân kiếm bị chém rung lên mãnh liệt, tia điện màu vàng quấn quanh phía trên theo đó giảm đi một nửa. Trường 1047, không biết điều, hàn lập vẫy nhẹ tay thu kiếm về bên người đồng thời tay kia bấm kiếm quyết vung lên phía trước một cái ầm um, một đạo điện quang lóe lên kèm theo một tia lôi điện màu vàng từ thân kiếm bắn ra ngưng tụ thành một lưới kim quang điện nhận chém ngang ra trong hư không màn sáng màu vàng như đậu hũ bị dao cắt trực tiếp phân ra làm hai kim quang hai bên cuồn cuộn bạo liệt ra hai nơi trên dưới ở giữa lộ ra một mảnh hư không rõ rệt kim điêu dường như sợ hãi khí thế của lưới kim quang điện nhận hai cánh vỗ mạnh thân hình bay vút lên trên như diều gặp gió. Hàn lập lập tức nhìn dọc vào lỗ hổng do kiếm quang xé mở, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chỉ thấy dọc phía xa, không dưới trăm cây cột đá màu vàng đứng lặng yên. Thân mỗi cột đều khắc văn tự khó hiểu, phía trên cột đều có một đầu kim trúc thú với đủ loại hình dáng đang nằm sấp. Kim quang lướt qua, bảy kim trúc thú nhao nhao mở mắt, từ trên cột đá từng con nhảy xuống không một tiếng động, lặng lẽ phủ phục xuống như hổ báo săn mồi, đi từng bước một tới phía bên này kim quang trên thanh trúc phong vân kiếm dần dần tiêu tán màn sáng màu vàng từ bốn phía lại tràn ra bắt đầu che phủ bầy kim trúc thú kia đã xảy ra chuyện gì đám người vu khoát hải phát hiện phía trước có điểm khác thường cao giọng quát lên bên trong màn sáng màu vàng hoàn toàn im lặng không một tiếng đáp lại ngoại trừ mấy người lúc trước bị gã bắt ra ngoài tìm trận nhãn trong nội tâm những người còn lại đều dấy lên một cảm giác cổ quái vô ý thức cùng nhau tụ họp một chỗ trong màn sáng màu vàng này dường như có vật gì đó Dương trưởng lão nhìn về phía màn sáng màu vàng trước mặt đang tuôn ra di chuyển tới, do dự nói. Nghe được lời này, mọi người càng cảm thấy bất an, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Đúng lúc này, phía trước bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân rồn rập, mọi người vội vàng nắm chặt binh khí trong tay, cẩn thận phòng bị. Chỉ nghe vù một tiếng, kim quang cuồn cuộn tuôn trào, một bóng người đột nhiên vọt ra. Trong tay vu khoát hải đã sớm cầm một thanh kim văn trực đao, phía trên nhột nhạo quang văn màu vàng, chuẩn bị chém ra thì bất chợt nghe người kia la lớn, này, là ta, là ta, đừng động thủ. Thạch đạo hiểu, vu khoát hải vội và ngăn mọi người lại, mở miệng dò hỏi. Vu đạo hiếu nơi này có kim trúc thú, rất nhiều, rất nhiều kim trúc thú. Thân ảnh hàn lập từ bên trong hiện ra, nét mặt khẩn trương nói. Ta còn tưởng là cái gì, hóa ra chỉ là kim trúc thú. Nghe hàn lập nói năng không đầu không đuôi, thần tình vu khoát hải thoáng buông lỏng, nói ra. Gã vừa dứt lời, bốn phía mấy tiếng xé gió đồng loạt vang lên mấy cô thi thể nát bét từ các hướng khác nhau bay tới rơi xuống chân mọi người hàn lập chăm chú nhìn lại phát hiện đúng là mấy người lúc trước được phái đi tìm trận nhãn mọi người chưa kịp hoàn hồn tiếng xé gió từ bốn phía lại vang lên đến rồi hàn lập khẽ quát một tiếng trong lúc nói chuyện ánh mắt hàn lập rơi trên người người lam thị huynh muội hai người kia hiển nhiên đã sớm phát hiện dị thường chẳng những không tụ tập cùng một chỗ với những người khác trái lại hơi chút cách xa tựa lưng vào nhau, trên mặt không có vẻ gì sợ hãi. Vừa đúng lúc mượn chuyện này thăm dò thật giả các ngươi. Trong nội tâm Hàn Lập hơi động, khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười rồi biến mất. Vù một tiếng, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, từng lưới kim quang phong nhận điên cuồng cuốn đến đám đông, hóa thành một vòi rồng ánh vàng cực lớn, đám đông bị vây ở chính giữa. Bốn phía, kim quang trói mắt tiêu tán rất nhiều, tầm mắt mọi người trở nên rõ ràng hơn một chút. Nhưng mà, làm bọn họ hết sức kinh hoàng chính là, Bốn phía đã xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh màu vàng cực lớn, trong đó hổ báo xài lan xà ưng chưa thử muôn màu muôn vẻ, không con nào giống con nào. Những đầu kim trúc thú này, trên người đều tỏa ra khí thức vô cùng cường đại. vu khoát hải nhìn lại, hận bản thân mình không thể nuốt trở lại câu nói hóa ra chỉ là kim trúc thú khi nãy của mình về. Gã đã lăn lộn ở kim nguyên sơn mạch nhiều năm như vậy, kim chi lực trường đã gặp qua mấy lần, nhưng có bao giờ phải gặp nhiều loại kim trúc thú như vậy? Có bao giờ phải đối mặt với trận chiến như thế này? đệ tử vong yêu các, nhanh chóng kết trận, triệu phó các chủ phản ứng đầu tiên, quát lớn. Vâng, đám người vong yêu các dẫn đầu lên tiếng, rồi giết tụ tập bên cạnh triệu phó các chủ. Chỉ thấy bọn họ vội vã xoay cổ tay, trong tay tất cả đều hiện ra một bảo luân màu vàng, ném về phía trước, giết lên mãnh liệt. Tiếng ngâm tụng trong miệng không ngừng vang lên, hơn 10 đạo kim luân khẽ lay động, kết thành một tòa kim luân đại trận trên đầu mọi người, bên trong từng đạo ánh sáng vòng tròn màu vàng liên tiếp mở ra giống như một đóa hoa màu vàng không ngừng nở rộ hay là tất cả cùng kết trận đi vua khoát hải thấy thế vội vàng hô lên nhân số linh tiêu môn cùng liệt quang thành bọn gã thua xa vòng yêu các nếu tự mình kết trận khẳng định uy lực không bằng đám người kia vua đạo hiếu chúng ta tu luyện công pháp bất đồng pháp trận khó dung hòa quý môn vẫn nên tự mình kết trận đi trong mắt triệu phó các chủ hiện lên một tia giảo hoạt nói ra vua khoát hải nghe vậy trừng mắt oán hận liếc nhìn đối phương. Sau khi gã thông báo cho dương trưởng lão phía sau một tiếng, hai bên liền tập hợp lại, bắt đầu liên thủ bày trận. Nói là liên thủ bày trận, trên thực tế chỉ là tự mình bố trí một trận pháp, hợp lại cùng một chỗ hỗ trợ lẫn nhau, dù sao không có tu sĩ tinh thông trận pháp chỉ dẫn, muốn bố trí ra pháp trận dung hòa, căn bản chỉ như trò đùa. Thạch đạo hiếu, ở bên kia làm trò gì vậy, còn không mau đến kết trận, phu khoát hải chứng kiến hàn lập vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn lam thị huynh muội bên kia vội vàng quát lên hàn lập quay đầu nhìn lại thấy trên đỉnh đầu hai phái bao phủ hai tầng màn sáng một xanh một đỏ trong mắt hiện lên bộ dạng thương hại cũng lười biếng tiếp tục giả bộ mở miệng nói ra ta đặc biệt chạy về thông báo cho các ngươi một tiếng ý là bảo các ngươi chuẩn bị trốn đi các ngươi còn không thông suốt cứ như vậy đi bố trí pháp trận có thể chống đỡ được cái gì chứ tên khốn nhà người đang nói nhảm cái gì vậy trong mắt phu khoát hải hiện lên vẻ nghi hoặc tức giận nói được rồi, sống chết có số, các người tự mình giải quyết cho tốt đi. Hàn lập cười cười không quan tâm, không hề nhìn sang bên này. Hắn vừa dứt lời, bên trong bầy kim trúc thú đang vây xung quanh, một cự lang màu vàng đã dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy kim trúc thú cự lang nâng một cái chân trước lên, lang chảo như một mũi đao màu vàng phá vỡ không gian, bay thẳng đến, lao xuống kim luân đại trận trên đỉnh đầu đám người vong yêu các. Toàn lực thúc giục trận pháp, triệu phó các chủ hét to một tiếng, hết thảy tu sĩ vong yêu các cùng gầm lên giận dữ, điên cuồng phóng xuất ra toàn bộ tiên linh lực. Trên đỉnh đầu, kim quang trong kim luân đại trận như mặt trời mãnh liệt sáng rực lên, vượt qua cả kim chi lực trường. Lang chảo cùng đại trận vừa mới tiếp xúc, một đạo âm thanh bén nhọn đến rợn người truyền ra. Ngay sau đó, kim luân đại trận nhìn như không thể phá vỡ, liền bị xé toạc ra ba lỗ hồng cực lớn. Từng đạo phong nhận màu vàng từ trung tâm lỗ hồng xuyên vào trong, lập tức một âm thanh vỡ vụn vang lên, Pháp trận do rất nhiều kim tiên bố trí không hề yếu, nhưng dưới sự công kích của kim trúc thú lại giống như bùn nháo, không có chút lực chống đỡ. Chỉ thấy kim luân trong tay đám tu sĩ vong yêu các đều bị nghiền nát, âm thanh bạo liệt phát ra không ngừng, nổ tung thành vô số mảnh vụn màu vàng. Trong đại trận huyết nhục văng tung tóe, tiếng la thảm vang lên không ngừng. Tu sĩ vong yêu các tử thương hơn phân nửa. Vua khoát hải thấy thế, thần sắc rốt cuộc trở nên hoảng sợ. Đại trận vong yêu các còn không thể ngăn cản vậy thì tòa đại trận này do họ tạm thời chấp phá tạo thành có giá trị gì chia ra phá vòng vây tìm cơ hội trốn thoát trong miệng vu khoát hải hét lớn toàn bộ tu sĩ linh tiêu môn và liệt quang thành sớm đã gắng ngượng không nổi nghe thấy vậy lập tức xuất ra thủ đoạn mạnh nhất bảo vệ tính mạng cuống cuồng chạy trốn về bốn phía trong hư không các loại dị quang loạn xạ sáng lên tuy nhiên đều không ngoại lệ bị kim chi lực trường áp chế công hiệu đại giảm đám tu sĩ vừa động giống như lập tức kích thích bảy kim trúc thú kia Gần như cùng lúc, tất cả kim trúc thú bắt đầu di chuyển, lao tới cắn xé những kẻ xâm nhập to gan lớn mật này. Không gian lâm vào cảnh hỗn loạn, những tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Pháp bào trên thân vu khoát hải lưu chuyển thanh quang, mặt ngoài chẳng biết từ lúc nào sinh ra một tầng lân phiến màu vàng, tràn ngập ánh sáng, trông rất bất phàm. Nương theo hào quang sáng lên, nhìn gã giống như một con cá vàng bơi lội, tự do xuyên qua đám đông hỗn loạn, dường như không bị kim chi lực trường ảnh hưởng, tốc độ không hề chậm nếu không phải bốn phía bị kim trúc thú vây quanh, giờ phút này gã đã, đã cách xa 10 dặm rồi. Mà trên thân vị trưởng lão liệt quang thành chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái áo bào lửa đỏ thấm, cả người biến thành một con hỏa dao dài chừng một trượng, đồng dạng xuyên thẳng qua đám người kia. Những nơi nó đi qua, liệt diễm thiêu đốt, không ít tu sĩ đồng môn bị tổn thương, nhưng nó thực sự không bận tâm, không ngừng né tránh công kích của kim trúc thú, tìm cơ hội sống sót, chạy trốn đi. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu có một tiếng thanh minh vang lên, một con kim điêu đột nhiên dương cánh lao xuống, hai cái vuốt thép màu vàng vồ xuống thân hỏa dao. Dương trưởng lão cảm thấy trên đó ẩn chứa lực lượng kim thuộc tính vô cùng khủng khiếp, vội vã ra sức lao về phía trước, khó khăn lắm mới tránh khỏi kim điêu truy kích, phóng đến phía Hàn Lập. Cút ngay, giờ phút này Dương trưởng lão lên cơn giận dữ, quát to với Hàn Lập. Hàn Lập hơi nhíu mày, quay đầu nhìn gã, đưa tay quạt nhẹ một cái. Dương trưởng lão thấy thế, càng trở nên giận dữ, mãnh liệt há miệng phun một cái, một cỗ hỏa diễm hừng hực tuôn ra, bao phủ cả người hàn lập vào trong. Muốn chết, trong miệng dương trưởng lão vang lên một tiếng cười diễu cợt. Ngay sau đó, gã thấy chính giữa ngọn lửa chưa tan biến trước mặt, một bàn tay to lớn đột một xuất hiện, vẽ thành một đường cong, đập mạnh lên đầu gã. Uinh một tiếng vang lên, dương trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ man lực như bài sơn đảo hải ập đến, tiếp theo thần thức chấn động, ý thức tiêu tan, liền có cảm giác hồn phách bay lên trời. Đến khi ý thức gã khôi phục bình thường, toàn thân đã bị vuốt thép của kim điêu gắt gao siết chặt. Không, trong miệng gã phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, tiếp theo thanh âm đột ngột im bặt. Thân thể gã bị kim điêu xé làm ba khúc, lúc rơi xuống, bị ba con kim trúc thú khác nuốt vào bụng. Hàn lập sau khi vỗ một cái, không thèm nhìn dương trưởng lão, mà một màn này trùng hợp lại rơi vào trong mắt phu khoát hải đang hốt hoảng chạy trốn, trong lòng của gã như bị sét đánh, hải não xuất hiện cảm giác trống rỗng. Chờ lúc gã hồi phục tinh thần, trong lòng không nhịn được nổi lên một cảm giác đắng chát, một bên chửi mắng tên gia hỏa hàn lập giả bộ ngu ngốc này, một bên khẩn cầu hắn không có tính sổ với mình. Căn bản trong mắt hàn lập còn chưa để ý đến bọn gã, nếu không phải dương trưởng lão tự mình muốn chết, hắn cũng không thèm tính toán. Giờ phút này, ánh mắt hắn đang đặt trên thân Lam Thị Huynh muội ở phía xa. chương 1048, bộ mặt thật. Chỉ thấy trong tay Lam Nhan lúc này đang nắm một thanh binh khí như loan liêm cán dài, phần trên như lưỡi hái cong cong, trên thân có khảm nạm ba khối tinh thạch màu thủy lam, không ngừng lấp lóe hào quang. Gã nam tử đứng tựa lưng với ả lại cầm một thanh tiêm tế trường kiếm mỏng như lá lúa, đồng dạng được khảm ba khối tinh thạch màu thủy lam, đang không ngừng vũ động giữa tầng tầng ánh sáng thủy lam. Hai người liên thủ có thể thong dong ứng phó hai đầu kim trúc thú thân hình tựa man sư. Mấy đầu kim trúc thú này phẩm cấp không thấp, trong thú hạch nhất định chứa đựng lực lượng pháp tắc kim thuộc tính, chỉ bằng chúng ta giết thêm vài đầu a. Tầng nước trên thân Lam Nhan lưu chuyển liên tục, bà cười nói so với trọng bảo tuế nguyệt tháp trong kia đám kim trúc thú này thật chẳng đáng lưu tâm chúng ta hãy mau chóng tìm đường ra cứ tiếp tục ở chỗ này nào có nghĩa lý gì lam nguyên tử lắc đầu vậy cũng được nhiều kim trúc thú như vậy muốn tiêu diệt hết cũng không dễ dàng chúng ta mau đi sâu vào trong xem xét thôi lam Nhan hưng phấn nói người đừng quá chủ quan lực công kích của những thứ quái quỷ này thực không kém sơ sảy một chút mà bị thương nhất định sẽ không hay phong thái của lam nguyên tử rõ ràng lão luyện trầm ổn hơn ả à kia rất nhiều, nhắc nhở. Trong khi hai người đang khi nói chuyện, hai đầu kim trúc thú hình dáng man sư nọ lại gào thét bổ nhào tới thêm lần nữa. Mũi chân lam nhàn khẽ điểm xuống đất, thân thể ả à liền nhẹ nhàng bay vọt lên cao. Ả à nâng một tay lên, điểm vào hư không, liền có một luồng ánh sáng màu lam hiền hòa phóng ra từ đầu ngón tay, ngưng tụ rồi biến thành một màn sáng thủy lam. Phía trên quầng sáng hiển hiện từng đạo phù văn hình tròn, từ bên trong tản mát một cỗ khí tức thủy thuộc tính nồng đậm. Một đầu man sư đang lao về phía ả lập tức đâm sầm vào màn sáng làm nó rung lắc mạnh mẽ, phát ra tiếng nổ âm. ầm bề mặt màn sáng thủy lam như vừa bị một trận mưa to rội xuống, văng ra vô số giọt nước màu lam, nhưng vẫn thủy chung ngưng tụ mà chẳng hề có dấu hiệu tan rã, gắt gao chặn đứng công kích của kim trúc thú, làm nó không thể tiến thêm nửa bước. Đồng thời, tay còn lại của lam nhan nắm chặt thanh loan liêm màu lam, quét ra giữa không trung thành một đạo ánh sáng màu lam, tựa như một lưỡi loan nguyệt xanh lam phá không mà đi nương theo tiếng tiêm minh sắc nhọn, màn sáng thủy lam do lam nhan căng ra bỗng phân liệt khai mở. Mặt bên kia, màn sư cửa thú đang gắt gao đối chọi với màn sáng liền bị loan nguyệt trực tiếp xuyên qua, thân thể to lớn của nó lập tức tách thành hai nửa. Bên kia, hành động của lam nguyên tử lại càng đơn giản hơn, không có chút động tác phòng thủ ngăn cản nào, thân hình lao thẳng về phía trước. Trường kiếm lá lúa màu lam trong tay gã cuộn lên một vòng, liền có một đạo thủy quang xoắn ốc phóng ra từ thân kiếm, như mũi mâu nhọn hoắt khoan thẳng về phía mi tâm đầu man sư còn lại. Một tiếng phốc vang nhẹ, dị thú kia vốn dĩ ngưng tụ từ lực lượng thuộc tính kim, vậy mà cái đầu vốn vô cùng cứng rắn của nó bị luồng thủy quang phóng ra từ trường kiếm trong tay Lam Nguyên Tử trực tiếp đâm thủng, khoét thành một cái lỗ lớn. Trong lúc vội vã thoát thân, Vu Khoát Hải chứng kiến một màn như vậy, khiến nội tâm y càng thêm kinh hãi. Hóa ra những gia hỏa giả heo ăn hổ giống như vị thạch đạo hữu nọ, thật sự không chỉ có một người. Y tự nhủ về sau nếu có gặp gia hỏa nào mà dung mạo không có gì sâu sắc tựa như mấy kẻ kia, nhất định Y sẽ không dám vô lễ như trước. Đúng lúc này, họ Vu đột nhiên phát hiện vị thạch đạo hiếu kia đang liếc mắt nhìn mình, Y cảm thấy trái tim chợt run bắn lên rồi nghẹn lại ở cổ họng. Cũng may là vị thạch đạo hiếu này chỉ vẻn vẹn liếc Y một cái, sau đó ánh mắt liền rời đi, cũng không làm ra động tác gì khác. Dù vậy, Vu khoát hải vẫn lo sợ đến cực điểm, Y vô thức hướng về địa phương cách ba người này thật xa mà chạy thục mạng trong lòng chỉ sợ ba tên kia nhìn mình không vừa mắt sẽ đập y chết tại chỗ. Giờ phút này Hàn Lập căn bản không có hứng thú so đo cùng họ vô kia, lúc trước hắn nhìn về phía bên này cũng chỉ vì thần thức đã cảm ứng được, bên kia dường như có một đầu kim trúc thú cường đại hơn nữa đang tới gần. Ánh mắt Hàn Lập hướng về phía huynh muội Lam Thị, rồi chợt nhíu mày, phát hiện thân ảnh hai tên kia đã biến mất tự lúc nào. Hàn Lập còn đang nghi nghi hoặc hoặc, thì trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, con kim điêu lúc trước đánh lén hắn, sau khi giết chết Dương trưởng lão, vậy mà vẫn một mực theo đuôi. Ôn ào, Hàn Lập nhíu mày, nghiêng người một chút, giơ cánh tay đánh một quyền sông thẳng lên trên. Kim Điêu kia vốn bay vòng tròn trên đầu Hàn Lập một lúc rồi mới hạ xuống, hai bộ móng vuốt như tinh thiết bị một quyền của Hàn Lập đập chúng, lập tức nổ tung phát ra một mảnh kim quang chói mắt. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, bộ móng vuốt cứng như thép của Kim Điêu bị một luồng tinh thần man lực trùng kích, nổ tan tác phần thân thể tàn phá của nó lách sang một bên cố gắng tránh đi bỗng nhiên bị một đầu kim trúc thú hình dáng tựa kỳ lân chắn trước mặt ngoác miệng hút một cái trực tiếp nuốt vào trong bụng chỉ thấy đầu kỳ lân kia ngửa mặt lên trời gào thét kim quang lập lòe trên lưng thình lình có thêm một cặp cánh màu vàng từ từ mọc ra hàn lập nhìn thấy bộ dáng con thú này ý niệm trong lòng hơi đổi luồng khí thức cường đại mà hắn phát giác lúc trước dường như đúng là của con thú này kim trúc thú kỳ lân tung bốn vó chạy như điên lao thẳng vào người hàn lập chỉ thấy cái miệng như chậu máu của nó há to hết cỡ, phun ra một đoàn dịch thể màu vàng, bắn thẳng lên đầu Hàn Lập. Cổ tay Hàn Lập chuyển một cái, thanh trúc phong vân kiếm lập tức hiện ra, được hắn dùng một tay nắm chặt, lấy khí thế như trẻ tre mà chém ra. Ầm ầm, điện quang màu vàng hòa lẫn với kiếm khí màu xanh trên thân thanh trúc phong vân kiếm hóa thành một mảnh kiếm mà thanh quang chói lòa điện quang, cuồng mãnh lao về phía Kỳ Lân dị thú. Hai bên vừa mới tiếp xúc, mảnh lôi điện màu vàng lập tức đan xen giao hòa với dịch thể màu vàng nọ bên trong dịch thể màu vàng tựa như có đạo đạo kim khí sắc bén chỉ trong mấy hơi thở liền đã phân giải lôi điện màu vàng thành vô số điện mang nhỏ như sợi tóc nhưng lực lượng của đám dịch thể màu vàng cũng bị lôi điện tiêu hao hơn phân nửa tiếp đó bị kiếm khí màu xanh đánh cho tan tác hàn lập phi thân lao lên xuyên qua lỗ hổng mà kiếm khí vừa xé mở nhanh chóng áp sát kỳ lân kim trúc thú con thú này thấy vậy bèn ra sức vung vẩy cặp cánh vàng óng vừa mới mọc từ phía dưới cánh liền có đạo đạo kim phong cuồn cuộn phóng ra dựa như những lưới phong nhận màu vàng, cắt hư không thành từng mảnh nhỏ. Con đường phía trước Hàn Lập bị kim phong phong tỏa, dưới bàn chân hắn liền chợt nổ vang phanh. Phanh, chỉ thấy hai chân Hàn Lập trực tiếp đạp lên hư không, thân hình từng bước bước lên cao, lướt qua khu vực kim phong đi tới đỉnh đầu kỳ lân. Hắn đột nhiên xuất ra một quyền, giáng thẳng xuống phía dưới. Âm, um, âm, um, âm, um, trong hư không chấn động kịch liệt một hồi, một quyền này của Hàn Lập sinh ra man lực cường đại vô song, cứng rắn đè ép phiến hư không tràn ngập kim quang bên dưới, trầm trọng dáng xuống đỉnh đầu Kỳ Lân. Ầm, um, lại là một tiếng nổ cực lớn, thân thể Kỳ Lân dẫu vô cùng to lớn cũng không chống đỡ nổi, bị đánh cho bốn vó trổng ngược, rơi thẳng xuống đất. Cái đầu cử đại của nó tuy còn chưa vỡ ra, nhưng hiện tại đang không ngừng rung lắc, bộ dáng không thể tự kiềm chế. Hàn Lập đang lơ lửng trên đầu nó, thân sắc có chút do dự. Nhưng chỉ một lát sau, hắn nâng xong chỉ điểm lên mi tâm chính mình, rồi chợt kéo ra ngoài một cái một sợi tinh tuyến màu trắng óng ánh nhỏ như sợi tóc chậm chậm bị rút ra, giống như linh xà lượn quanh đầu ngón tay hắn. Đi, xong chỉ hàn lập phất lên, sợi tơ màu trắng óng ánh lập tức bắn ra, rồi chui tọt vào cái đầu kim trúc thú kỳ lân, không thấy bóng dáng. Sau khi sợi tơ óng ánh biến mất, cái đầu kỳ lân không còn lắc lư nữa mà gục hẳn xuống, tựa như đã ngủ say. Tay phải hàn lập lóe lên hào quang, một quang môn bàng bạc hiện ra, lơ lửng trước mặt kỳ lân. Vào đi, về sau trông vườn cẩn thận cho ta. Dứt lời, thân hình hàn lập lướt về phía sau con thú, tung một cước vào mông chú kỳ lân. Con quái vật khổng lồ bị hắn một cước đá bay vào trong cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, hắn đóng lại cửa vào hoa chi động thiên, đảo mắt một cái, nghiêng đầu nhìn sâu về phương hướng bên cạnh. Chỉ thấy phía trước là một quang cháo thủy lam, chợt màn sáng nhộn nhạo một chút rồi mở ra, một đôi nam nữ tuấn mỹ tựa như thần tiên quyến lữ kể vai sát cánh, cùng nhau bước ra từ bên trong. Ánh mắt hàn lập chăm chú nhìn hai kẻ này, đúng là huynh muội Lam Thị. Đây chính là động thiên chi bảo hàng thật giá thật a, à, chẳng trách có thể cướp đoạt sạch sẽ một mảnh bảo địa bí cảnh rộng lớn như vậy. Có điều, ngay cả sự tình xúc cả mảnh đất này mà cũng làm ra được, hàn lập đạo hiếu, tướng ăn của ngươi quả thực quá khó coi. Lam nhàn che miệng cười cười, các ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào, hàn lập hơi nhíu mày. Hàn đạo hữu một mực cẩn thận thăm dò hai người huynh muội chúng ta, bọn ta như thế nào lại không chú ý đến ngươi. Lam Nguyên Tử nhàn nhạt đáp, huynh muội các ngươi hàn lập chứng kiến bộ dáng thân mật của hai kẻ này tự nhiên cảm thấy có chút không khỏe Thần sắc lam nhan hơi mất tự nhiên cả giận mắng ta cùng ca ca vốn là sư huynh sư muội người trước người sau được sư phụ mang lên núi sau đó đều đổi theo họ của người chỉ có hạng thô lỗ dung tục như ngươi mới nảy ra cái suy nghĩ dơ bẩn ấy ngược lại thần sắc lam nguyên tử vẫn tự nhiên chẳng có vẻ gì khác thường hai ngươi đến cùng là như thế nào chẳng can hệ gì với ta vốn dĩ nếu các ngươi không chủ động sinh sự đại khái có thể bớt đi một trận chém giết hiện tại xem ra không được rồi ánh mắt hàn lập lóe lên không muốn chém giết cũng có thể chỉ cần hàn đạo hữu thúc thủ chịu trói chờ cho chuyến tầm bảo bí cảnh này xong xuôi theo chúng ta phản hồi cửu nguyên quan nghe theo lão tổ xử lý là được lam nguyên tử cười nhạt một hồi một đám cửu nguyên quan các ngươi đều ưa thích đùa cợt kiểu này sao lần trước có một tên nói với ta như vậy tên gọi Đông Phương Bạch, chẳng biết các người có nhận thức hay không. Hàn Lập bất đắc dĩ cười cười, thản nhiên hỏi ngược lại. Ngươi, Lam nhàn nghe vậy chợt nổi giận, liêm đao trong tay ả vung lên, muốn lập tức công kích Hàn Lập, nhưng bị Lam Nguyên Tử đưa tay ngăn cản. Chớ để hắn chọc giận, người này có thể giết đến tận cửa tiên cung, đánh chết Đông Phương Bạch, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Cả ngươi và ta đều phải cẩn thận ứng phó. Lam Nguyên Tử khuyên nhủ. Lam Nhan nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, ánh mắt nhìn thẳng hướng Hàn Lập, trong tay nắm cây loan liêm cán giải thoáng nhấc lên vài phần, chuyển thành hai tay nắm chặt. Nếu như Hàn Đạo Hiếu quyết tâm đánh một trận rồi mới chịu an phận, vậy chúng ta hãy chân chính phân cao thấp A. Thần sắc Lam Nguyên Tử trở nên nghiêm túc, trường kiếm trong tay trước tiên điểm về phía trước, nhẹ nhàng vũ động. Dứt lời, quang mang sáng lên trên người y, một tầng màn sáng thủy lam hình cầu dần dần khuếch trương, bao trùm mọi vật trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi, phát hiện lực lượng kim thuộc tính, vốn trần ngập hư không bốn phía, hiện giờ trở nên mỏng manh rất nhiều, mà những kim trúc thú kia cũng đều bị tầng linh vực này xua đuổi thật xa. Về phần đám tu sĩ Phong yêu các và linh tiêu môn hầu hết đã sớm tử thương, chẳng còn lại mấy người. Linh vực của ngươi ngược lại có chút đặc biệt, mới chỉ sơ sơ triển khai, còn chưa phóng thích lực lượng sát phạt, lại có thể bước lui những kim trúc thú kia. Hàn lập tấm tắc kêu kỳ lạ, chương 1049, phá băng, không có gì kỳ quái cả, ngũ hành thuộc tự nhiên có quan hệ tương sinh tương khắc. Kim có thể sinh thủy cũng là có từ cổ trí kim, trong kim chi lực trường, linh vực thủy thuộc tính của ta tự nhiên sẽ mạnh hơn ba phần. Nếu những kim trúc thú kia ở trong linh vực của ta sẽ bị hấp thu kim thuộc tính chi lực của bản thân, tự nhiên tránh ta còn không kịp lam nguyên tử từ tốn giải thích. Thì ra là thế, thụ giáo. Hàn lập gật đầu nhẹ, nói ra, trong kim chi lực trường này, ta đã chiếm cứ địa lợi, cơ bản đã có xu thế bất bại, hàn đạo hữu ngươi lại không chịu thúc thủ chịu trói lam nguyên tử thấy hàn lập không sợ hãi chút nào ngạc nhiên nói nếu ngươi là một tu sĩ đại la cảnh dựa vào ưu thế điện lợi này có lẽ còn có tư cách nói như thế hàn lập mỉm cười một tiếng nói ra dứt lời hắn phóng tới trước một bước cũng không vận dụng tiên linh lực chỉ dùng lực thân thể xông tới phía trước hàn lập bất động thì thôi khẽ động liền cảm thấy phía trước như đụng vào một mảnh biển lớn mênh mông cuồn cuộn sóng cả không ngừng xông tới ngăn cản hắn không cho tiến về phía trước trong miệng hắn hử lạnh một tiếng, yên lặng vận chuyển thiên sát chấn ngục công, huyền khiếu toàn thân liên tiếp sáng lên, một thân tinh thần lực bành trướng ra. Thân hình đột nhiên phá mở cỗ lực lượng thủy thuộc tính pháp tắc ngăn trở, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách với Lam thị huynh muội. Khí lực thật mạnh mẽ, tuyệt không có khả năng là thân thể tu sĩ thái ất cảnh. Sắc mặt Lam Nguyên tử khẽ biến, kinh ngạc nói: "Khí lực mạnh mẽ thì như thế nào, ăn trước của ta một thủy nguyên trảm rồi hắn nói." Lam nhàn đã sớm nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, trên người lóe lên độn quang thủy lam, vào tới hàn lập. Chỉ thấy thân hình nàng trong linh vực của Lam Nguyên Tử, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, trong nháy mắt chợt xuất hiện trước người hàn lập. Cổ tay nàng chuyển một cái, ba miếng tinh thạch trên chuôi thủy lam loan liêm đồng thời sáng lên, một cỗ pháp tắc cường đại thủy thuộc tính từ đó tuôn ra. Loan liêm trong nháy mắt chướng lớn gấp đôi, giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chém về phía hàn lập. Không được, mau lui lại, lam nguyên tử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện vội lớn tiếng hoảng sợ nói nhưng mà đã trễ chân ngôn bảo luân trong cơ thể hàn lập nghịch chuyển thời gian lưu tốc trong nháy mắt nhanh hơn tốc độ càng nhanh hơn nhiều so với lam nhan thân hình hắn thong dong lướt sát qua mũi nhọn loan liêm của lam nhan một trường thò ra chụp vào cổ họng nàng nàng kia căn bản không có nửa điểm phản kháng bị hắn gắt gao kẹp chặt cổ ha 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 liên tiếp tiếng cười thanh thúy từ trong cổ họng lam nhan truyền ra hàn lập lập tức phát giác không đúng đang tính buông tay nhưng đã chậm lòng bàn tay của hắn truyền đến một hồi cảm giác băng hàn rét thấu xương một đạo hào quang thủy lam từ trên người lam nhan phun ra trong nháy mắt bao trùm hàn lập đông lạnh cả thân thể hắn thành một băng điêu tinh lam mà bàn tay hắn gắt gao siết chặt lam nhan tức thì cũng biến thành băng điêu bên cạnh lam nguyên tử ngưng tụ hào quang một lần nữa hiện ra thân ảnh lam nhan ca ca sớm biết hắn tu luyện thời gian pháp tắc như vậy Ta như thế nào lại lỗ mãng chứ?" Lam Nhan cười xảo trá một tiếng, nói ra, "Không ngờ người cũng gạt cả ta, còn hại ta lo lắng một hồi." Lam Nguyên Tử khẽ thở dài nói, "Tốt xấu cũng đã bắt được hắn rồi, ca ca nhanh phong cấm hắn triệt để. Cực Hàn Băng Tinh của ta chỉ có thể vây khốn hắn tối đa một chén trà công phu thôi." Trên mặt Lam Nhan thu lại nét vui vẻ, nói gấp. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe một thanh âm nặng nề truyền đến, "Một chén trà, Lam đạo hữu không khỏi đánh giá bản thân quá cao rồi." ngay sau đó chợt nghe bành một tiếng vang lên quanh thân hàn lập phóng ra mãnh liệt vô số điện quang màu vàng làm sắc băng tinh ầm ầm nổ tung thân ảnh hắn lại hiển hiện ra điều này sao có thể vẻ mặt lam nhan kinh ngạc nói bình thường tu sĩ thái ất bị phong cấm trong cực hàn băng tinh một thân tiên linh lực tất nhiên sẽ bị đông kết không cách nào vận chuyển tự nhiên cũng không thể nào thoát thân được cho dù là tu sĩ thái ất đỉnh phong tối đa cũng chỉ nhanh hơn một chút tuyệt không thể nhanh như hàn lập vậy nàng đâu biết rằng Hàn Lập mở ra hơn 900 chỗ huyền khiếu, mặc dù tiên linh lực bị đông kết, một thân sức mạnh huyết nhục cùng tinh thần lực cũng đủ để phá vỡ phong tỏa của nàng. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, tức thì không nhiều lời nữa nữa, cổ tay đảo một cái, một tầng linh vực kim sắc nhàn nhạt căng ra, không nhiều không ít, vừa đủ bao linh vực Lam Nguyên Tử lại. Hai huynh muội Lam Nhàn cảm nhận được trong linh vực thời gian, không chỗ nào không có cảm giác áp bách trì trệ, thần sắc không khỏi hơi đổi. Người này khó chơi hơn chúng ta tưởng, không cần ôm tâm lý may mắn chỉ có dùng chiêu đó mới có một cơ hội để thắng. Thần sắc Lam Nguyên Tử ngưng trọng, nói ra, ánh mắt Lam Nhan hơi thu liếm lại, vội gật đầu nhẹ. Sau đó, chỉ thấy loan liêm trong tay nàng thu lại, nàng vỗ tay một cái. Một đoàn màu trắng tỏa ra, linh vực màu trắng liền khuếch trương ra, lúc tới gần linh vực Lam Nguyên Tử, cả hai đồng thời sinh ra một lực hấp dẫn kỳ lạ, cuối cùng vậy mà lóe lên hào quang, dung hợp lại với nhau. Sau khi hai linh vực dung hợp, một cỗ băng hàn kỳ lạ lập tức từ đó truyền ra. Hàn lập thân ở trong đó liền giống như bị biển cả đè ép, lại có chút cảm giác thở không nổi. Linh vực dung hợp, hắn nuốt nước miếng, nhướng mày, ngạc nhiên nói. Chỉ thấy cách không xa trước người hắn, thân ảnh Lam Nhan và Lam Nguyên Tử đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một băng điêu màu xanh ra trời cao mười trượng, khuôn mặt không phân biệt được là nam hay nữ, xem ra đều có chút tương tự với hai người Lam Thị Huynh muội. Hàn lập đang trần chờ, bỗng tiếng gió gào thét bắt đầu nổi lên bốn phía, vang ầm ầm. Quanh thân hắn, bốn đạo hàn quang đột một từ mặt đất mọc lên, ngưng tụ thành bốn bức băng điêu giống như đúc bức băng điêu màu xanh ra trời kia. Mặt năm bức băng điêu không cảm xúc, tất cả đều há miệng, quát lên một tiếng. Chỉ thấy khi chúng mở miệng, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Một cỗ hàn khí màu trắng mãnh liệt mắt thường có thể thấy được tuôn ra, từ bốn phương tám hướng cuốn tới hàn lập. Trong hư không vang lên tiếng ken két, trong không gian bắt đầu chiết xạ xuất ra đạo đạo tinh quang. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, trên đuôi lông mày trong nháy mắt kết xuất một tầng băng xương màu trắng. Thần sắc hắn hơi đổi, vung tay lên, trước người hiện ra 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Tất cả đều rung động ầm ầm, đạo đạo kim sắc điện mang tuôn ra, hóa thành từng đoàn từng đoàn kim sắc lôi cầu, mắt thấy muốn nổ ra. Nhưng mà, sau một hồi gió lốc quét qua, hàn khí màu trắng trong nháy mắt tuôn ra, hàn lập cảm thấy băng hàn rét thấu xương, cả người và thanh trúc phong vân kiếm đều bị đông kết ở giữa. Từng đoàn kim sắc lôi cầu lan tràn ra, có thể thấy được rõ ràng tia điện, nhưng đồng dạng cũng bị hàn băng phong cấm lại. Trong nội tâm hàn lập giật mình, có chút kinh ngạc phát hiện, trong thức hải của mình tựa hồ cũng bị hàn khí thẩm thấu vào, thần thức trở nên hơi tê dại. Ca linh vực chúng ta dung hợp mới đủ uy lực để bắt hắn, nhưng lại không thể duy trì quá lâu, làm sao đưa hắn về cửu nguyên quan đây. Một bước băng điêu trong đó mở miệng, thanh âm không chút tình cảm, Tông môn cũng không nói nhất định phải mang người sống trở về, tìm được trưởng thiên bình mới là chính sự. Người này đã khó giải quyết như thế, vậy giết hắn đi, mang thần hồn trở về là được. Một bức băng điêu khác mở miệng đáp, thanh âm lạnh như băng không giống tiếng người. Vận dụng huyền băng trảm nguyên kiếm sao, lại một bức băng điêu hỏi, Trảm, hai bức băng điêu còn lại đồng thời hô, ngay sau đó, chỉ thấy năm bức băng điêu lại tựa như người sống, nhào nhào tay kết pháp quyết, kết thành trận pháp. Lam quang trên đỉnh đầu Hàn Lập đột nhiên tuôn đến, hiện ra một phù văn hình tròn, chính giữa có một cỗ cực hàn chi lực tỏa ra mãnh liệt, từ đó một đoạn lam sắc băng kiếm nhú ra một nửa. Toàn bộ không gian băng Hàn Lập tức tăng vọt gấp trăm lần, một cỗ áp lực khủng bố trước nay chưa từng có từ trên cao chút xuống. Đây là tiên khí mấy phẩm, Hàn Lập cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong nội tâm dùng mình. Kiếm này chưa ra hết đã có uy áp như thế, nếu rút ra hết, chỉ sợ tu sĩ đại la cũng không thể nào ngăn cản, trách không được hai người Lam Thị Huynh muội phải liên thủ, dùng pháp trận triệu hoán mới có thể gọi ra. Tiên linh lực trong cơ thể hắn cơ hồ hoàn toàn bị đông lại, tinh thần lực cũng vận chuyển không thuận, thêm thanh trúc phong vân kiếm bị phong cấm, giờ phút này lại không cách nào thoát khỏi phong cấm của cố cực hàn chi lực kia. Bên trong cửa đá đánh đến thiên hôn địa ám, vậy mà bên ngoài cửa đá mọi người vẫn chỉ nghe được trận trận thanh âm chém giết nổ vang, cảm nhận thỉnh thoảng bộc phát ra một chút chấn động cường đại, nhưng Thủy Trung không thấy rõ tình huống bên trong khi nào chúng ta sẽ vào? Tô An Thiến truyền âm hỏi, không cần gấp gáp, giờ cứ chờ xem chút đã. Quy mô chiến đấu như thế, chúng ta tùy tiện đi vào, không chừng sẽ gặp tai họa. Không bằng chờ bên trong ngưng tranh đấu, chúng ta lại vào, bất luận thế nào cũng sẽ không bị thiệt. Cận lưu suy nghĩ, truyền âm nói ra, đúng lúc này, một cỗ khí băng hàn cường đại trực tiếp xuyên qua kim chi lực trường phong tỏa, tuôn ra ngoài cửa đá. Ngoài cửa, vài tên tu sĩ phong yêu các đứng quá gần, nhất thời không kịp tránh né, trực tiếp bị cỗ lực lượng này xâm thể trong nháy mắt đông kết thành băng điêu không đợi người chung quanh thi cứu đã tuyệt khí bỏ mình đây là có chuyện gì mọi người sợ hãi cả kinh nhao nhao rời xa cửa đá tô an thiến và cận lưu liếc nhìn nhau thần sắc cũng không khỏi biến đổi cận đạo hiếu sao bọn vu đạo hiếu đi vào lâu như vậy lại không truyền ra nửa điểm tin tức không phải xảy ra vấn đề gì chứ thần sắc phó cốc chủ thanh tác cốc khẽ biến mở miệng dò hỏi tình huống bên trong không rõ ta cũng không thể nào xác định được. Lông mày cận lưu nhân lại, nói ra, gã vừa cứng rắn nói ra, bên trong cửa đá lại truyền tới một tiếng nổ vang. Một cỗ khí lãng nóng rực khó nói nên lời mãnh liệt tuôn ra, làm cho mọi người đứng gần cửa bất đắc dĩ phải lui về phía sau thêm 10 trường. Cuối cùng là, giờ phút này, bên trong không gian phía sau cửa, Hàn Lập vẫn như trước bị băng phong ở chính giữa, quanh thân quấn quanh ngân sắc hỏa diễm, như vòi rồng hỏa diễm tuôn ra chính giữa tán phát ra trận trận khí tức nóng rực khủng bố đến cực điểm chỉ nghe một tiếng hú bén nhọn vang lên bên trong ngân diễm mãnh liệt sau lưng hàn lập một đầu ngân diễm hỏa điều với thất sắc thải diễm trên đầu nhất phi trùng thiên trực tiếp vào tới huyền băng trảm nguyên kiếm đã thỏ ra hơn phân nửa ở phía trên ầm một tiếng vang thật lớn trên thân huyền băng trảm nguyên kiếm có vô số lam sắc hàn quang hóa thành từng sợi tơ mỏng tuôn ra như mưa giao hòa cùng hỏa diễm rừng rực lập tức tạo ra mảng lớn vũ khí màu trắng, cơ hồ che đậy cả phiến không gian. Tinh viêm chi hỏa, đây chẳng lẽ là tinh viêm hỏa điều? Một bức băng điêu mở miệng nói, vì sao tinh viêm hỏa điều lại có uy lực như thế? Một băng điêu khác nói ra, Đông Phương Bạch, cái tên ra hỏa đáng chết này, vì sao lúc trước lại không nhắc đến chuyện này? Lại một băng điêu khác mở miệng nói, chương 1050, truy tung, băng điêu còn chưa dứt lời, tinh viêm hỏa điều đã kêu vang một tiếng thanh minh, giang rộng hai cánh, phấn khích sông lên phía trước. Huyền băng trảm nguyên kiếm đang trên đà rơi xuống như gặp phải trọng kích, tất cả lam quang đều bị bức lui, thân kiếm một lần nữa chui vào chính giữa phù văn hình tròn, biến mất vô tung. Tinh viêm hỏa điều đại triển thần uy, không hề có xu hướng dừng lại, ngọn lửa sau lưng nó cháy sáng mãnh liệt, tựa như khổng tước xòe đuôi bắn ra vô số tia lửa màu bạc như mưa đá không ngừng nện xuống quang mạc do linh vực của huynh muội lam thị hợp thành quang mạc do linh vực tạo thành lập tức trở nên bất ổn run rẩy từng hồi, sau đó bắt đầu xuất hiện những vết rách. Sau một lát, thanh âm vỡ vụn của băng tinh vang lên, thân thể năm pho tượng bất phân nam nữ lần lượt nứt toác, rồi kéo nhau ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, màn sáng linh vực cũng tan dã theo, nhưng bên trong lại không còn chút khí tức nào của huynh muội Lam thị. Hàn Lập tuy đã thoát khốn nhưng vẫn cảm thấy hàn khí quấn thân, khiến tứ chi hắn tê cứng. Hắn khẽ vẫy tay, tinh viêm hỏa điều lập tức quay về, đáp xuống nơi đầu vai hàn lập chỉ cảm thấy đầu vai mình ấm áp một cỗ nhiệt lưu lan tràn khắp người bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng sợi từng sợi hàn khí đang không ngừng chui ra khỏi thân thể hắn rồi lập tức tiêu tán hắn đưa tầm mắt nhìn quanh bốn phía phát hiện đám kim trúc thú đã ẩn nấp không thấy đâu đội ngũ lúc trước cùng hắn đi vào tiền trạm đã bị tiêu diệt toàn bộ không một ai còn sống sót vị phó các chủ họ triệu bị kim trúc thú xé thành hai mảnh còn vu khoát hải lúc trước bị hàn khí ảnh hưởng thân thể cứng ngắc đang dựa vào một thạch trụ màu vàng hiển nhiên đã biến thành băng điêu triệt để vẫn lạc rồi. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, vỗ vỗ tinh viêm hỏa điều đang đậu ở đầu vai, ra hiệu cho nó chui vào cơ thể hắn, cất bước lao về chỗ sâu bên trong. Nếu như đối phương thật sự là huynh muội lam thị do thiên đình phái ra, ở chỗ này lại còn phát hiện tung tích của mình, vậy nhất định phải nhanh chóng giải quyết triệt để, nếu để bọn chúng phản hồi thiên đình, chỉ e tình cảnh của hắn sẽ càng thêm phiền toái. Đám người bên ngoài cửa đá chờ đợi đã lâu, không nghe ngóng được động tính gì từ bên trong, từng người một mang thần sắc của quái nhìn vào bên trong. Không đợi nữa, chúng ta cũng vào thôi. Cận lưu trầm ngâm thật lâu một hồi, chợt mở miệng. Người của các tông phái còn lại nghe vậy, quay sang bốn mắt nhìn nhau, tuyệt nhiên không một ai dám nhúc nhích. Dù sao động tính lúc trước bên trong thật sự quá kinh khủng, khiến bọn họ lúc này vẫn còn sợ hãi trong lòng. Bên trong đã lâu không có động tính gì, đội ngũ tiền trạm của chúng ta quá nửa là đã vượt qua chỗ này rồi, nếu còn không nhanh lên, chỉ e sau này cận cũng không có mà hút sắc mặt cận lưu phát lạnh quần tu nghe xong không khỏi biến sắc gương mặt ai nấy đều lộ vẻ trần chờ cận lưu lại liếc nhìn tô an thiến rồi hai người cùng nhau dẫn đầu bước qua cửa đá tiến vào trong những người còn lại thấy thế bèn nhao nhao theo sau cảm nhận ảnh hưởng của kim chi lực trường trên thân thể gia tăng ngày một rõ rệt cả đoàn người ai này đều nhíu mày nhăn nhó sau khi vượt qua một đoạn đường thần sắc từng người một đều hoảng sợ muôn phần chỉ thấy bốn phía là một mảnh đất đá hỗn loạn tàn thi đoạn chi vương vãi khắp nơi, quang cảnh khác nào địa ngục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt phó cốc chủ tái nhợt, thì thào trong miệng. Vừa dứt lời, gã chợt ngẩng đầu nhìn về phía thạch trụ màu vàng gần đó, với thần sắc kinh hoàng tột độ. Chỉ nghe một tiếng gầm đầy giã tính, một đầu kim trúc thú hung ác hình dáng tựa xài lang đột ngột bổ nhào xuống từ trên không, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai lao vào cắn xé. Ngay sau đó, kim trúc thú bỗng từ bốn phía nhau nhau hiện thân, thanh âm chém giết thảm thiết lần nữa vang lên hàn lập hiện đang đứng trước một tòa cửa đá nằm rất sâu bên trong cánh cửa đá khép hờ hiển nhiên huynh muội lam thị đã chạy vào trong thần thức hàn lập quét qua xung quanh một chút sau đó lắc mình một cái cũng đi vào chỉ thấy không gian bên trong cửa đá có một tòa đại sảnh nơi đây bài trí cực kỳ đơn sơ chỉ có một cây cầu thang bằng đá xanh đen rộng lớn uốn lượn dẫn lên trên hàn lập men theo cầu thang đá đi một mạch lên trên đến cuối cùng gặp phải một quang môn sừng sững màu đỏ sẫm yêu dị thoạt trông như một cổng truyền tống không gian chẳng biết thông đến nơi nào hắn muốn dùng thần thức muốn tra xét rõ ràng nhưng lực lượng thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu không cách nào do thám tình huống bên trong quang môn sau một chút do dự hàn lập vẫn lắc mình một cái chui tọt vào trong hàn lập cảm thấy hoa mắt một chút rồi phát hiện bản thân hiện đang ở trong một mảnh thiên địa đỏ thẫm nơi này hoàn toàn bất đồng với tầng thứ nhất không gian rộng lớn vô cùng phía trên bầu trời đỏ sậm lơ lửng từng cụm huyết vân, phía dưới là một phiến sa mạc đỏ thẫm vô cùng vô tận, tỏa ra hơi nóng hừng hực, không hề dễ chịu. Sau lưng hắn là một cánh cửa đá cao lớn sừng sững, ở giữa là một quầng sáng đen kịt đang không ngừng run rẩy nhẹ nhẹ. Bên cạnh cửa đá có một tấm bia, trên mặt chỉ có một chữ nhị thật lớn, bút pháp như rồng bay phượng múa, mơ hồ tản mát ra một loại uy áp khó giải thích. Hàn Lập vô thức khuếch trương thần thức dò xét xung quanh một chút, kết quả phát hiện nơi này so với tầng một hoàn toàn bất đồng, thần thức tuy vẫn bị hạn chế như cũ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng triển khai một chút. Tuy vẫn chưa thấy bóng dáng huynh muội Lam Nguyên Tử cùng Lam Nhan, nhưng trong hư không vẫn lưu lại khí tức nhàn nhạt của bọn họ, hiển nhiên đã chạy thật xa. Hàn Lập xác nhận chung quanh không có gì bất thường, rồi lập tức lao mình về phía trước như tên bắn, để lại trong không trung một vệt cầu vồng màu vàng, cấp tốc truy đuổi hai kẻ kia. Ồ, hắn vừa khởi phát độn quang, lập tức cảm giác được một loại lực lượng cấm chế đặc thù tràn ngập trong không gian, hết sức tương đồng với thời gian chi lực khiến cho độn tốt của hắn chỉ bằng một nửa bình thường. Cấm chế này lại có điểm tương tự linh vực thời gian của ta, có điều linh vực của ta không có công dụng hạn chế thần thức. Nội tâm hàn lập kinh ngạc không thôi, nhưng không tiếp tục hao tổn tâm tư suy nghĩ chuyện này, chỉ âm thầm vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân. Nếu như cấm chế nơi đây có sự tương quan với pháp tắc thời gian, sử dụng nghịch chuyển chân luân có lẽ sẽ hữu hiệu. Ông, quả nhiên, hắn vừa khởi động nghịch chuyển chân luân tốc độ cầu vồng màu vàng do độn quang của hắn biến thành đột nhiên tăng mạnh, gần như khôi phục tốc độ bình thường, thân thể như điện xẹt lao nhanh về phía trước, gấp rút truy đuổi. Chỉ sau một lát, độn quang của huynh muội Lam Nguyên Tử liền xuất hiện trong phạm vị thần thức hàn lập. Y phục trên thân hai người tổn hại không ít, có cả những mảng đen xì, tựa như bị hỏa diễm thiêu thân, khí tức đã suy yếu hơn trước rất nhiều. Huynh muội Lam Nguyên Tử hiện đang cắm đầu cắm cổ chạy chối chết, tuy nhiên độn tốc của bọn họ so với ngày thường chậm chạp hơn rất nhiều, bộ dáng bị trì hoãn gần như gấp đôi. Cầu vồng màu vàng do Hàn Lập biến thành lại một lần nữa tăng tốc, nhanh như điện truy kích đôi huynh muội kia, khoảng cách song phương rất nhanh bị thu hẹp. Không tốt, tiểu tử họ Hàn kia đã đuổi tới. Hai người Lam Nguyên Tử cảm ứng được tình huống đằng sau thì giật mình hoảng sợ. Ca ca, Lam Nhan lập tức kêu gọi Lam Nguyên Tử. Lam Nguyên Tử không dám trần chờ, hai bàn tay hai người hợp lại với nhau, miệng đồng thanh niệm chú. Hai luồng lực lượng pháp tắc từ thân thể đôi huynh muội lần lượt lan tỏa, rồi dung hợp với nhau. Độn quang do hai người hợp thành trở đại thịnh, hóa thành hình dạng cự cầm màu lam lớn, chừng mấy trăm trượng, hai cánh cự cầm vỗ liên hồi, tốc độ đột nhiên gia tăng hơn một nửa. Tuy Lam Nguyên Tử hợp lực cùng Lam Nhan thi triển bí thuật, tăng tốc chạy trốn, nhưng so với Hàn Lập đang đuổi sát đằng sau thì còn kém không ít. Khoảng cách song phương ngày càng rút ngắn, rất nhanh chỉ còn hơn hơn 10 dặm. Tốc độ ra hỏa này thật sự quá nhanh, Lam Nhan khẽ liếc Hàn Lập đang đuổi theo sát sát phía sau, rồi lại bối rối nhìn sang Lam Nguyên Tử. Để ta ngăn hắn, người mau đi trước, ánh mắt Lam Nguyên Tử chợt lóe, y chợt cắn răng, tống một trường vào lưng Lam Nhan, trùng trùng điệp điệp đẩy sư muội về phía trước, còn bản thân y quả quyết xoay người bổ nhào về phía Hàn Lập. Ca ca, Lam Nhan kinh hãi thét lên, hào quang trên thân lóe lên một chút, lập tức ổn định thân hình, đang muốn bay ngược trở lại. Ngu xuẩn, người muốn tâm huyết bao năm của chúng ta đổ hết xuống sông xuống biển hay sao? Đi mau, không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Lam Nguyên Tử nổi giận gầm lên, truyền âm, vừa nói, hai tay y vừa nhoáng lên, trên một tay nhiều ra một cây quạt nhỏ màu trắng có thêu dao long xanh lam, trên tay kia lại xuất hiện một cái bình bát màu lam, bên trong có hỏa diễm không ngừng chấp động, tỏa ra ánh sáng màu lam. Hai tay y vung lên thật mạnh, hai kiện bảo vật lập tức rời tay lao bắn đi. Đồ án dao long trên cây quạt nhỏ chợt phát quang, hóa thành một đầu dao long dài trăm trượng, thân thể hai màu xanh trắng hòa lẫn với nhau, miệng nó không ngừng thổ nạp, phun ra từng luồng hơi thở màu lam phô thiên cái địa đánh về phía Hàn Lập. Luồng khí giao giao long phun ra sen lẫn những khối băng tinh trắng muốt, kịch liệt va chạm với nhau, giấy lên một trận nổ mạnh, hư không phụ cận rung động lắc lư liên hồi, hiển nhiên cho thấy lực phá hoại kinh người, bất kỳ vật gì nếu bị cuốn vào trong, e rằng chỉ trong nháy mắt sẽ bị đánh cho nát bấy. Bình bát lơ lửng ở một bên không ngừng xoay tròn, phóng xuất một cỗ băng diễm màu lam, hóa thành một màn lửa màu lam dập trời chụp xuống đầu Hàn Lập hư không phụ cận dường như bị đông kết lại phạm vi bao phủ của luồng khí và băng diễm vô cùng rộng lớn hầu như ngăn chặn cả một nửa bầu trời phía trước nơi đây vốn khô nóng là thế trong nháy mắt bị băng nguyên cực hàn phủ lên nhiệt độ đột ngột giảm xuống thật sâu lam nhàn vẫn ngây ngốc đứng một chỗ đôi mắt dường như đã nhòe đi bờ môi không ngừng run rẩy nhưng rốt cuộc vẫn xoay người về phía trước tiếp tục chạy trốn hàn lập trông thấy luồng khí cùng băng diễm sắp sửa ập xuống đầu mình lập tức đình chỉ độn quang, vung tay lên một cái. Một đạo hào quang xanh biếc bắn ra từ trong tay áo hắn, cấp tốc biến lớn, hơn nữa từ một phân thành hai, hóa thành hai đại thủ xanh biếc, nhanh như chấp phân biệt cắm vào bên trong luồng khí của giao long và băng diễm màu lam. Luồng khí cùng băng diễm màu lam lan đến trước hàn lập, rồi đột ngột dừng lại cách chừng 10 trượng, sau đó từ từ tan đi như bọt biển. Cách hàn lập chừng trăm trượng phía trước, cây quạt nhỏ màu trắng cùng bình bát màu lam đã bị đại thủ xanh biếc cầm giữ mặc cho chúng hào quang chớp động, ra sức giấy ruộng, đều không thể mảy may trốn thoát. Nhưng thân hình Lam Nguyên Tử ở đằng trước đã biến mất. Hàn lập nhướng mày, tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Hai đại thủ xanh biết chợt tỏa hào quang mãnh liệt, rồi bay vụt về tay hắn mang theo hai kiện tiên khí, bảo vật bị Hàn lập thu cả vào trong tay áo, sau đó kim quang quanh thân lóe lên, hướng về phía chân trời nơi Lam Nhan biến mất mà đuổi theo. Vào thời khắc này, không gian phía trước đột nhiên rung động, phát thanh âm ù ù như tiếng sấm rền, hư không thình lình hiện ra từng đạo từng đạo vết sách màu lam, nhanh chóng lan ra khắp nơi, sau đó từ những khe nứt có lam quang phun ra, bao phủ lên thân thể Hàn Lập. Hàn Lập bị lam quang này chiếu lên người, liền cảm thấy xung quanh cuồn cuộn như kinh đào hải lãng giữa biển khơi. Hắn cứng rắn đình chỉ độn quang, hơn nữa cấp tốc lùi lại phía sau, lông mày không khỏi nhíu một cái, cả người rộ lên kim quang trói mắt, sừng sững đứng im như cột đình. Nhưng không chờ Hàn Lập kịp xuất ra phương pháp đối phó nào khác, ánh sáng màu lam nhanh chóng hội tụ lên thân thể hắn trong nháy mắt hình thành một quang cầu màu lam đường kính chừng vài trăm trượng bên trong quang cầu cuồn cuộn ánh sáng màu lam chấn động pháp tác nhộn nhạo không ngừng từ bốn phương tám hướng đè ép lên người hàn lập không gian chi lực của khu vực phụ cận cũng bị ánh sáng màu lam này thu hút áp lực lại càng gia tăng với sự mạnh mẽ của hàn lập hôm nay nhất thời cũng không thể nhúc nhít mảy may nhưng nhục thân hàn lập lại cường hoành đến cỡ nào chỉ hít thở mấy cái đã thích ứng với áp lực xung quanh thân thể lập tức khôi phục hành động như thường, tử mang trong mắt hắn lóe lên, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Mi tâm hàn lập lóe lên một cái, bắn ra một đạo tinh quang như xiềng xích, xiềng xích này hư hư thực thực, không hề chịu ảnh hưởng của áp lực xung quanh, lập tức chui vào một chỗ trong hư không phía trước. ầm, um, một nhân ảnh bị tinh quang xiềng xích khốn nghiến lại, lôi sành sạch từ trong hư không ra ngoài, chính là Lam Nguyên Tử. Thân thể y hiện giờ được bao phủ bởi Lam Quang trói mắt dị thường, Chấp động liên hồi dường như đang thi triển bí thuật nào đó thiêu đốt lực lượng bản thân, lẫn cùng với ba động pháp tác cường đại dị thường truyền ra cuồn cuộn. Chương 1051, bại lộ. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia giật mình. Hóa ra Lam Nguyên Tử đang vận dụng một loại bí thuật thiêu đốt lực lượng pháp tác trong thể nội, khó trách gã lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Trong lòng của hắn vừa nghĩ tới như vậy, động tác trên tay không hề chậm chút nào, lập tức bấm niệm pháp quyết. Ngay phía sau hắn tỏa ra kim quang chấp động, từ đó hiện ra chân ngôn bảo luân, nó nhanh chóng quay tròn. Từ trên chân ngôn bảo luân chen trúc tỏa ra vô số gợn sóng màu vàng, trong nháy mắt bao phủ cả phạm vi phương viên ngàn trường. Trung quanh quang cầu màu xanh lam lập tức đứng im, Lam Nguyên Tử đang muốn chạy trốn tránh thoát khỏi thần niệm chi liên nhưng tốc độ gợn sóng màu vàng quá nhanh, gã chưa kịp tránh thoát liền đã bị gợn sóng màu vàng bao phủ vào bên trong, không thể động đậy. Hào quang màu lam trong hư không đang tuôn ra gần đó cũng lập tức đình chỉ, mọi thứ chung quanh rất nhanh khôi phục lại yên lặng còn hàn lập thì cả người khẽ động dễ dàng từ trong quang cầu màu xanh lam bay ra lắc một cái liền đã xuất hiện trước lam nguyên tử năm ngón tay đặt trên đầu lam nguyên tử đang định bóp xuống nhưng lại ngừng lại hắn đưa mắt nhìn về phía lam nhan đào tẩu rồi lại nhìn lam nguyên tử trong tay bất chợt trong đầu hiện ra thân ảnh tiểu muội của mình khiến sâu trong lòng hắn không khỏi thở dài hắn đưa tay vỗ một trường xuống vùng đan điền dưới bụng của lam nguyên tử ngay lập tức trong lòng bàn tay hắn tuôn ra năm cỗ lực lượng thời gian pháp tắc, quay tít một vòng ngưng kết thành một phong ấn loại ngũ hành thuật thức, chui vào thể nội gã. Bí thuật phong ấn của đại ngũ hành nguyễn thế quyết cũng có thể phong ấn người khác. Hàn lập lập tức gỡ nhẫn chữ vật của Lam Nguyên tử xuống, rồi lại lấy thần thức kiểm tra khắp nơi trên người đối phương, thấy gã không có ẩn tàng cái gì, lúc này mới bấm niệm pháp quyết thu lại chân môn bảo luân, gợn sóng màu vàng xung quanh theo đó biến mất. Lực lượng pháp tác và hào quang màu lam bên ngoài người Lam Nguyên tử giống như băng tuyết tan dưới ánh mặt trời gay gắt, nhanh chóng tiêu tán, trên dưới cả người lại không có một tia khí tức tiên linh lực vì vậy liền rơi xuống phía dưới. Hàn Lập đưa tay kéo Lam Nguyên tử lại, rồi mang gã hạ xuống mặt đất. Giờ phút này Lam Nhan đã trốn ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, không còn chút tung tích nào, mặc dù còn chút khí tức lưu lại nhưng muốn đuổi kịp nàng thì hy vọng không lớn. Hơn nữa mặc dù nơi này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng trong lòng Hàn Lập lại mơ hồ có chút khiếp phía hãi hùng, cho nên hắn không có tùy tiện tiếp tục đuổi theo. Thật là phong ấn thuật lợi hại, khó trách các hạ có thể năm lần bảy lượt trốn thoát khỏi đuổi bắt của Kim Nguyên Tiên Cung, tại hạ nhận thua. Lam Nguyên Tử đảo mắt nhìn khắp nơi, cười hà hà nói. Ngược lại người thật can đảm, dưới tình cảnh như vậy mà còn có thể cười được. Hàn Lập nhìn Lam Nguyên Tử, chậm rãi nói ra, sinh tử tại hạ hiện tại nằm trong tay đạo hiếu, cho dù ta khóc hay là cười, tin tưởng đều không ảnh hưởng tới định đoạt của đạo hữu. Nếu như vậy, ta tình nguyện trong đau khổ tìm chút niềm vui. Lam Nguyên Tử thoải mái nói, ngươi đã tự mình hiểu rõ, vậy ta có mấy cái vấn đề hỏi ngươi, nếu không muốn để ta siêu hồn thì hãy thành thật trả lời. Hàn Lập đối với Lam Nguyên Tử ngược lại nổi lên một tia hảo cảm, tuy vậy trên mặt không có chút biểu lộ nào, như cũ dùng giọng nói lạnh nhạt nói ra. Hàn Đạo Hữu xin cứ hỏi, Lam Nguyên Tử lập tức gật đầu, phối hợp vô cùng, mục đích của ngươi cùng muội muội ngươi vào kim nguyên tiên vực là gì vì bắt ta nét mặt hàn lập hơi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng hỏi chúng ta được lệnh của diệu pháp tiên tôn đến kim nguyên tiên vực bắt hàn đạo hiếu đồng thời từ trên người hàn đạo hiếu cướp lấy một kiện bảo vật vốn thuộc về cửu nguyên quan nghe nói là một kiện thời gian tiên khí hình dạng như cái bình nhỏ màu xanh sẫm lam nguyên tử không trần chờ chút nào lập tức nói hàn lập nghe lời này xong trong lòng chấn động trường thiên bình là bí mật sâu kín nhất của hắn ngoại trừ số ít người thân ra thì chưa bao giờ để cho người ngoài nào biết được hiện tại xem ra bí mật này không cách nào ẩn giấu được nữa làm sao cử nguyên quan biết phật ấy trên người của ta hàn lập im lặng một lát hỏi liên quan tới chuyện này ta cũng không rõ cho lắm nghe nói là từ trong một viên tạo hóa tinh hạt đoán ra còn viên tinh hạt chính là từ trên người đạo hữu mà có được lam nguyên tử lắc đầu nói ra tạo hóa tinh hạt ánh mắt hàn lập sáng lên trong đầu hiện ra thời gian tinh hạt thầm nghĩ khó trách lần này trừ kim hắn tiên cung huynh muội bọn ngươi ra, còn phái những người nào khác tới nữa không? Hắn tiếp tục hỏi, không có, diệu pháp tiên tôn chỉ phái hai bọn ta tới thôi, vốn cho rằng thực lực liên thủ của hai người bọn ta có thể so với đại la thì đủ để chắc thắng được hàn đạo hiếu, không ngờ thực lực các hạ lại cường đại như thế. Huynh muội bọn ta liên thủ căn bản không phải đối thủ của ngươi. Lam Nguyên tử gượng cười một tiếng, nói ra, Hàn Lập nghe lời này, trong lòng âm thầm thả lỏng, lại hỏi Lam Nguyên tử thêm mấy vấn đề nữa. Lam Nguyên Tử không trần chờ chút nào, đều thành thật trả lời, không chút do dự nào. Hàn Lập hỏi sau mấy vấn đề, liền đứng lặng yên, ánh mắt thì nhìn về phía nơi xa chân trời, dường như đang suy nghĩ cái gì. Lam Nguyên Tử lặng lặng đứng ở một bên, không có mở miệng quấy rầy. Hàn Lập nhìn về nơi xa trong chốt lát, bỗng nhiên khoát tay, ngón tay liền điểm một cái ngay mi tâm của Lam Nguyên Tử, đầu ngón tay lóe lên tinh quang một cái rồi biến mất. Trong lòng Lam Nguyên Tử cả kinh, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hai mắt chợt nhắm lại, chìm trong hôn mê. Hai tay Hàn Lập liên tục bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay lấp lóe tinh quang, ngay trong đầu Lam Nguyên Tử thi triển ra một cái phong ấn, cầm cố thần hồn của gã lại, lúc này mới dừng tay. Đề hôn, vừa rồi lời người này nói có phải nói ngoa hay không? Trong mắt của hắn chấp động Hàn Mang, đột nhiên quay vào hư không, nói. Không có, vừa rồi thời điểm hắn trả lời vấn đề của ngươi, dao động thần hồn không hề xuất hiện lạ thường, đều là lời nói thật không có chút nói ngoa hay là dấu diếm nào cả âm thanh đề hồn vang lên trong hư không hàn lập nghe vậy chậm rãi gật đầu mặc dù hắn có chút thưởng thức lam nguyên tử này nhưng nếu vừa rồi mà gã có nửa câu nói ngoa hắn sẽ không chút do dự siêu hồn giết chết gã trực tiếp giết rồi để ta tiến hành siêu hồn gã có phải thuận tiện hơn không làm gì mà phải hao tâm tổn sức để tra hỏi làm gì hư không sau lưng hàn lập chấn động trợt hiện ra một cái cổng sáng màu bạc từ trong đó hiện ra thân ảnh đề hồn Lam Nhan kia chạy thoát rồi, nhìn vào quan hệ tình cảm cực sâu của hai người, chỉ sợ Lam Nhan sẽ còn tìm đến, đến lúc đó Lam Nguyên Tử này còn hữu dụng. Hàn Lập phất tay ném Lam Nguyên Tử vào không gian hoa chi, nhẹ nhàng nói ra. Lam Nhan kia, cho dù huynh muội bọn họ có liên thủ cũng không phải đối thủ chủ nhân, bây giờ chỉ còn mỗi Lam Nhan, có cái gì phải lo lắng chứ? Nàng dám đến thì càng tốt, vừa vặn hốt gọn một mẻ. Đề hồn cua cua nắm tay nhỏ, lờ đễnh nói ra. Không nên khinh thường, quả thật một cái lam nhân ta không để trong lòng, nhưng bây giờ kỳ ma tử cũng đang ở trong tiên phủ này. Bọn chúng đều là người của thiên đình, nếu như cả hai liên thủ chắc chắc sẽ phiền toái, cẩn thận hơn một chút dù sao cũng không sai. Hàn lập lắc đầu, nói ra, vậy cũng đúng, đề hôn khẽ giật mình liền gật đầu. Hàn lập không có tiếp tục tốn tâm tư vào huynh muội lam thị nữa, mà ánh mắt nhìn khắp nơi xung quanh. Một đường đuổi theo hai người lam nguyên tử, hắn đã đi vào sâu trong sa mạc đỏ thấm. Giờ phút này trong biển cắt lại nhiều hơn từng cồn cát cao lớn, phảng phất như ngọn núi thấp, tuy vậy trên cồn cát không phải là một mảnh hoang vu mà đã mọc ra từng bụi gai màu đỏ. Sâu trong cồn cát có một ít tiểu thú nhỏ bé như rắn rết, bọ cạp, thằn lằn sa mạc sinh sống, chẳng qua chúng nó đều là sinh linh bình thường, không phải là yêu thú. Đề hồn cũng đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên trong miệng khẽ ổ lên một tiếng, trong đôi mắt lấp lóe vẻ kinh dị. Sao vậy, người phát hiện được cái gì rồi? Hàn lập nhìn lại, ánh mắt sáng lên, hỏi, thể chất đề hồn đặc thù, tầm nhìn quan sát sự vật khác biệt với hắn, cho nên thường xuyên có phát hiện gì đó đặc biệt. Nơi này khí tức tử vong rất đậm, hơn nữa oán khí rất nặng, xem ra không phải đất lành gì, về sau chủ nhân ngươi phải ngàn vạn cẩn thận. Thần sắc đề hồn ngưng trọng nói ra, ta cũng cảm giác được nơi này có chút nguy hiểm, xem ra thật không phải nơi tốt lành gì. Vừa rồi trên tấm bia đá đứng sừng sướng trước cửa vào kia có viết một chữ, nhị, chẳng lẽ nơi này chính là tầng thứ hai của tuế nguyệt tháp. Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng trọng, rất có thể, trước đó từ ngoài nhìn vào, mặc dù tòa tuế nguyệt tháp này là một khối, không rõ ranh giới các tầng. Thế nhưng theo ta cẩn thận quan sát, thì tháp này có phân tầng cấp, dường như có 7 tầng, nơi này xem ra chính là tầng thứ hai. không biết vị thái tuế tiên tôn kia kiến tạo tháp này dùng để làm cái gì nữa. Đề hồn nói ra, bất kể nói như thế nào, trước tiên dò xét xung quanh một cái đi đã. Hàn Lập lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa hắn phất tay phát ra một cỗ hào quang màu xanh san phẳng vết tích chiến đấu xung quanh rồi sau đó lựa chọn một phương hướng bay đi về phần đề hồn hắn không để nàng trở về không gian hoa chi mà mang theo bên cạnh trong nháy mắt thời gian trôi qua nửa ngày chung quanh vẫn như cũng được bao quanh một biển cát màu đỏ mảnh biển cát này lớn lạ thường hơn nữa vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình huống nào khác thường ngay khi thời điểm hàn lập hoang mang thì đột nhiên đề hồn khẽ a một tiếng rồi bay xuống phía dưới đuôi lông mày hàn lập khẽ động, hai người rất nhanh hạ xuống trước một tòa cồn cát. Đề hồn phất tay phát ra một cỗ hào quang màu đen, chém cồn cát thành hai nửa. Từ đó lộ ra một bộ hài cốt màu xám trắng cao vài trượng, thoạt nhìn như là một bộ hài cốt thần lần khổng lồ, phía trên hiện đầy vết dạn phong hóa, lúc nào cũng có thể vỡ vụn hoàn toàn. Bộ hài cốt này là sao? Thần thức Hàn Lập sớm đã phát hiện ra bộ hài cốt phong hóa này, cũng không phát hiện ra dị dạng gì cả, liền hỏi. Chủ nhân, người cảm thấy bộ hài cốt này đã tồn tại ở đây đã bao nhiêu năm rồi. Ngón tay của đề hồn giống như cọng hành trắng khẽ vuốt lên trên bộ hài cốt phong hóa, hỏi. Mặc dù thần lần cắt nơi này không phải yêu thú, nhưng cũng là dị trùng, thân thể lại cứng cỏi hơn nhiều so với thần lần bình thường. Hài cốt phong hóa thành dạng này, tối thiểu đã qua mấy trăm năm, người hỏi chuyện này để làm gì vậy? Hàn lập kỳ quái nói ra, con thần lần này chết chưa tới 10 năm, đề hồn lắc đầu, nói ra, cái gì, làm sao người biết? Hàn Lập nghe vậy chấn động cả người, có chút khó có thể tin được, hỏi. Bất kỳ sinh linh nào còn sống thể nội đều có hồn phách, sau khi chết đi mặc dù hồn phách sẽ tiêu tán, nhưng vẫn còn có chút ít hồn lực còn sót lại quấn quanh thi hài. Năm này qua tháng nọ mới có thể hoàn toàn tản đi, có thể dùng việc này để phán đoán thời gian vẫn lạc. Phần sót lại của hồn lực lưu lại trên bộ hài cốt này còn rất nồng nặc, nó chết không quá 10 năm. Đề hồn nói như vậy, không ngờ còn có loại phương pháp phán định thời gian tử vong này. Hàn Lập nghe lời này, trong lòng sợ hãi thán phục. Chẳng qua muốn cảm ứng được phần sót lại của hồn lực trên hài cốt vẫn lạc thì cần phải có lực cảm giác thần hồn cực mạnh, lực lượng thần thức của hắn mạnh như thế mà làm không được, xem ra đề hồn đối với cảm giác thần hồn càng ngày càng lợi hại. Chẳng qua nếu con thần lần này chết chưa tới 10 năm thì làm sao thi hài lại có thể phong hóa đến tình trạng như vậy được. Hàn Lập lập tức lại nhíu mày lẩm bẩm, nói: "Chương 1052, chạy trốn nhanh nhất. Cái này ta cũng không rõ." chẳng qua ta cảm thấy bộ hài cốt này có chút kỳ quái, cho nên chủ nhân nhìn qua một chút. Đề hồn lắc đầu đáp, Hàn Lập gật đầu nhẹ, nhìn bộ hài cốt này, trầm ngâm không nói. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau. Bọn Tô An Thiến, Cận Lưu đã tới, đề hồn ngươi vào trong không gian hoa chi đã, chớ để bọn họ phát hiện ra. Mắt Hàn Lập sáng lên, lập tức phất tay mở ra cánh cửa không gian hoa chi. Đề hồn đáp ứng, quay người bay vào trong đó còn Hàn Lập thì lập tức phóng lên trời, bay về một hướng. Sau một lát, chân trời phía sau hiện ra từng đạo độn quang, phương hướng đi tới hơi lệch với hướng Hàn Lập. Hàn Lập nhìn những độn quang này, lập tức tiến lên ninh đón. Những độn quang kia lập tức thay đổi phương hướng, bay vụt về phía bên này, song phương rất nhanh gặp nhau. Hàn Lập dừng lại, những độn quang kia cũng dừng lại gần đó. Các loại quang mang chấp động, sau đó hiện ra thân ảnh đám người Tô An Thiến, Cận Lưu, chỉ có ba bốn mươi người, so với trước đó thì ít hơn rất nhiều. Bất quá phó cốc chủ và các tồn tại thái ất cảnh đều vẫn còn, chỉ là trên thân những người này cơ hồ đều mang thương tích, nhìn có chút chật vật. Tâm niệm hàn lập vừa động, đại khái đoán được bọn họ đã gặp chuyện gì. Ta nhớ ngươi là thạch đạo hữu ở bên cạnh vu đạo hữu A, ngươi vẫn còn sống cơ à. Làm sao chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu. Tô An Thiến dò xét hàn lập một chút, hỏi. Sau khi vừa vào đại môn màu vàng kia, chúng ta đã gặp phải rất nhiều kim trúc thú, Vu khoát hải đạo hiếu bọn họ đều chết trong miệng những kim trúc thú kia tại hạ và mấy vị đạo hiếu khác thừa dịp loạn may mắn trốn thoát bất quá về sau cũng đều tách ra tô đạo hiếu cận đạo hiếu gặp lại các ngươi thật tốt quá hàn lập với bộ dạng nghĩ mà sợ hãi nói mặc dù những người khác đã sớm dự đoán nhưng nghe những lời này sắc mặt vẫn trầm xuống vậy ngươi thật đúng là may mắn a à. cận lưu nhìn thấy hàn lập với bộ dạng khiếp đảm trong mắt hiện lên một tia khinh miệt châm chọc nói Đạo hữu nói rất đúng, vận khí tại hạ từ trước đến nay coi như không tệ, nếu không thì hiện tại chắc cũng đã chết trong miệng những kim trúc thú kia rồi. Hàn lập tựa hồ không nghe được ý chào phúng của cận lưu, còn tán thành gật đầu nói. Cận lưu trì trệ, trừng mắt với hàn lập một cái, không tiếp tục giễu cợt nữa, ngược lại hỏi, thạch mục, đoàn người các ngươi đi vào kim môn trước, bên trong hẳn là có một ít bảo vật, đó là những thứ gì? Những vật kia bây giờ rơi vào trong tay người nào rồi? Lúc nói ra lời này, trong mắt của gã lóe lên quang mang cực nóng. Ai, trong kim môn khắp nơi đều trống rỗng, căn bản không có bảo vật gì. Mà chúng ta vừa tiến vào nơi đó, liền bị kim trúc thú công kích, sau đó liều mạng mới trốn thoát, chẳng đạt được gì cả. Hàn lập khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói ra. Thật sao, đôi lông mày cận lưu nhíu lại, hiển nhiên hoài nghi lời nói của Hàn lập. Cận đạo hiếu, chúng ta trước đó đã thương định, sau khi tiến vào kim môn, ở bên trong lấy được bảo vật gì thì người đó sẽ được sở hữu, giờ ngươi ép hỏi người khác như vậy tựa hồ không ổn đâu phó cốc chủ đột nhiên mở miệng nói phó cốc chủ không nên hiểu lầm cận mỗ không có ý cướp đoạt bảo vật của người khác chỉ là muốn giao dịch cùng vị thạch đạo hữu này thôi nếu trong đó không có gì vậy thì quên đi cận lưu cười ha hả nói muốn giao dịch chờ rời tuế nguyệt tháp này rồi hãng nói thạch đạo hữu người đến tầng thứ hai này sớm hơn chúng ta có phát hiện gì không tô an thiến liếc qua cận lưu rồi hỏi hàn lập không có Ta ở chỗ này đi vòng vo nửa ngày, ngoại trừ cắt ra, không thấy được cái gì cả. Hàn lập lắc đầu, nếu như thế, chúng ta tiếp tục đi tới phía trước dò xét. Tô An Thiến nghe vậy, đôi mì thanh tú cao lại, lập tức nói ra. Những người khác cũng không dị nghị, một đoàn người không lưu lại ở này, tiếp tục bay tới phía trước. Trong nháy mắt, lại qua hơn nửa ngày, sa mạc phía dưới rốt cuộc xuất hiện một ít biến hóa, bắt đầu hiện ra một ít hòn đá thô to, từng ngọn núi thấp bắt đầu xuất hiện ở phía trước một đường bay tới phía trước, trong lòng đất phía dưới xuất hiện ngày càng nhiều loại hài cốt bị phong hóa kỳ lạ kia. Hàn lập đi ở cuối đội ngũ, ánh mắt chấp động, trong lòng càng bất an. Mấy người tô an thiến cũng phát hiện những hài cốt trên mặt đất này, bất quá bọn họ đều coi là thi hài bình thường, không quá để ý trong lòng. Một đoàn người phi hành, bỗng nhiên bầu trời phía trước chuyển đến thanh âm ầm ầm, lúc đầu chỉ rất nhỏ, nhưng mấy hơi thở sau liền trở nên đinh tai nhức óc. Xảy ra chuyện gì, bọn người tô an thiến nhao nhao dừng lại, thần thức dò xét về phía trước kết quả sắc mặt thay đổi đều trở nên tái nhợt không gì sánh được ngay vừa rồi thần thức của bọn họ cảm ứng được nơi xa chân trời hiện ra một đám mây màu đỏ sậm to lớn vô cùng đang nhanh chóng cuốn tới đoàn người bên này trong đám mây xích hồng là từng con tiểu trùng màu đỏ sậm to chừng hạt gạo trên thân cháy lên những ngọn lửa màu đỏ lấm ta lấm tấm chúng lúc nha lúc nhúc không biết có bao nhiêu con đây là hỏa tuế huỳnh trùng hàn lập rất nhanh nhìn ra chân thân đám mây hồng chính là hỏa tuế huỳnh trùng mà hắn đã từng gặp qua trong cấm địa chân ngôn môn nên lập tức kinh hãi. Đồng thời hắn cũng hiểu ra nguyên nhân của những hài cốt kia, nguyên lai là bị hỏa tuế huỳnh trùng giết chết, khó trách lại bị phong hóa lợi hại như vậy. Hàn lập không trần chờ chút nào, lập tức quay người hóa thành một đạo kim hồng, bay về phía xa. Ngày đó tại chân ngôn môn, si dung thả ra gần vạn con hỏa tuế huỳnh trùng đã khiến bọn hắn luống cuống tay chân, trong khi đó số lượng những hỏa tuế huỳnh trùng trước mắt này nhiều gấp không biết bao nhiêu lần, căn bản không thể đối đầu. Mặc dù những người khác không nhận ra hỏa tuế huỳnh trùng, nhưng nhìn thấy uy thế trùng vân màu đỏ to lớn như thế cũng chấn động vô cùng, lập tức đều quay người bỏ chạy về phía xa. Trong đó tự nhiên đám cận lưu, cũng như không ít người khác, thấy hàn lập ở cuối cùng lại chạy nhanh nhất, là loại người gan nhỏ như chuột, càng khịt mũi coi thường. Bầy hỏa tuế huỳnh trùng tựa hồ cũng cảm ứng được đám người hàn lập, tiếng oanh minh đại tác, phát ra tiếng kêu chi chi hưng phấn, giống như cá mập người được mùi máu tươi, đuổi theo đám người bên này. Tốc độ trùng vân nhanh kinh người, mà bọn chúng tựa hồ không bị cấm chế thời gian nơi đây ảnh hưởng, mặc dù đám người triển khai toàn bộ độn tốc, nhưng tốc độ vẫn không bằng chúng, khoảng cách song phương chậm rãi rút ngắn. Mấy tán tu kim tiên bay ở sau cùng, rất nhanh bị bầy trùng đuổi kịp. Côn trùng quỷ quái gì vậy, ta không tin các ngươi quá lợi hại. Trong mấy người, một đại hán mặt xích hồng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên dừng lại. Trên người gã lóe lên quang mang xích hồng, phần phật cháy lên hừng hực hỏa diễm màu vàng ròng đồng thời mãnh liệt khuếch tán ra, tràn ngập phương viên mấy trăm trượng, hình thành một mảnh biển lửa màu vàng ròng. Một cỗ nóng rực khó hình dung từ trong biển lửa màu vàng ròng tràn ngập ra, hư không phụ cận run rẩy kịch liệt, phảng phất như trực tiếp bị đốt cháy. Đại hán mặt đỏ há miệng phun một cái, biển lửa màu vàng vừa tăng lên, hóa thành một đạo sóng lửa to lớn cao trăm trượng, cuốn thẳng đến bầy trùng, sau một lát bao phủ mấy ngàn con hỏa tuế hình trùng vào trong. Hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn, những hỏa tuế huỳnh trùng kia bị bao khỏa lại lập tức quay cuồng rung động, bầy trùng phụ cận cũng bị sóng lửa làm đại loạn. Trên mặt đại hán mặt đỏ hiện ra vẻ vui mừng, nhưng niềm vui này chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì sau khi bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, chỉ khoảng mười mấy con hỏa tuế huỳnh trùng bị rơi xuống, chúng liền giang hai cánh ra, lập tức ổn định thân hình, không có vẻ gì bị tổn thương, vỗ cánh bay nhào tới đại hán mặt đỏ, trong chớp mắt đã đến trước người gã khuôn mặt đại hán mặt đỏ cùng lúc xuất hiện vẻ kinh sợ và tức giận, miệng hét lớn một tiếng, phất tay tế ra một bức hỏa quyển màu lửa đỏ, tản mát ra ba động linh lực hỏa diễm kinh người, hiển nhiên là kiện tiên khí phẩm chất khá cao. Hai tay gã vội vã bấm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trong bức hỏa quyển hỏa phượng. Bức hỏa phật một tiếng, hóa thành một màn lửa sán lạn, bao phủ bảo hộ đại hán mặt đỏ vào trong đó. Sau một khắc, vô số hỏa tuế huỳnh trùng bay nhào tới, bao phủ cả đại hán mặt đỏ và màn lửa xích hồng vào trong, hình thành một kén trùng to lớn sau đó từng con hỏa tuế huỳnh trùng bay nhào tới đập lên trên màn lửa xích hồng trên người hỏa diễm đỏ sậm cháy hừng hực dung nhập vào màn lửa xích hồng màn lửa xích hồng bỗng nhiên sáng lên lập tức mắt thường có thể thấy được nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại trong nháy mắt bị dập tắt phù một tiếng liền hóa trở lại thành bức họa xích hồng kia nhưng bức tranh đã trở nên cố kỹ vạn lần mặt ngoài hiện ra từng nếp nhăn và vết rách không còn chút linh tính nào nữa vô số hỏa tuế huỳnh trùng lập tức bay vụt xuống bao trùm đại hán mặt đỏ vào trong phảng phất vô số con mũi đốt lên thân đại hán hỏa diễm hộ thể đại hán căn bản không có tác dụng dễ dàng bị xuyên qua đại hán mặt đỏ kêu rên thảm thiết thê lương liều mạng giấy ruộng hỏa diễm bên ngoài thân quay cuồng hóa thành từng đại thủ hỏa diễm nhanh chóng phủi gỡ chém lên người gã ý đồ xua đuổi những hỏa tuế huỳnh trùng kia ra đáng tiếc lại không có tác dụng gương mặt đại hán vốn sáng sủa nhanh chóng trở nên già yếu Sinh ra rất nhiều nếp nhăn, mái tóc xích hồng lửa đỏ cũng nhanh chóng trở nên trắng như tuyết. Sau một lát, toàn bộ cơ thể đại hán mặt đỏ biến thành một bộ thây khô da bọc xương, quần áo trên người cũng trở nên mục nát, rơi xuống phía dưới. Bầy trùng kia cũng đã mất đi hứng thú với cái thây khô, mặc cho nó rơi trên mặt đất, vỗ cánh đánh tới những người khác. Mấy người phía cuối rất nhanh cũng bị bầy trùng đuổi kịp, bao phủ vào trong đó. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong truyền ra, nhưng lập tức liền bị thôn phệ tiêu diệt hỏa tuế huỳnh trùng, ta nhớ ra rồi, những côn trùng kia là hỏa tuế huỳnh trùng, trời sinh có thời gian pháp tắc chi lực, có thể phun ra tuế nguyệt chi diễm, thiêu đốt thọ nguyên của những sinh linh khác. Những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, là linh trùng cực kỳ đáng sợ, nơi này sao lại nhiều như vậy. Cận lưu nhìn tình cảnh phía sau, thân thể lắc một cái, la lớn lên. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đại biến, mỗi người tự thi triển bí thuật gia tốc, tốc độ tăng lên hai ba thành, bay về phía trước bỏ trốn, cơ bản giữ vững khoảng cách với bầy chung phía sau. Hỏa tuế huỳnh trùng cực kỳ mẫn cảm với khí tức huyết nhục, mau che lại khí tức nhục thân, đồng thời bay vòng tránh chính diện bầy trùng. Tô An Thiến trầm giọng nói ra, những người khác nghe vậy, vội vàng tự che lại khí tức nhục thân, bay về phía bên trái đằng trước. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, ẩn nấp khí tức nhục thân. Kể từ đó, bầy trùng phía sau rối loạn một trận, tựa hồ đã mất đi cảm giác với đám người Hàn Lập, cũng không đuổi theo bọn người Hàn Lập đã thay đổi phương hướng. Một đoàn người lúc này mới thoáng thở nhẹ ra, nhưng thảm trạng đám người đại hán mặt đỏ trước đây vẫn rõ mồn một trong mắt, làm đám người không dám phất lờ, tiếp tục kiệt lực ra tốc. chương 1053, do dự, trải qua gần nửa ngày chạy trốn, nhóm người Tô An Thiến rốt cuộc mới thoát khỏi đại quân hỏa tuế huỳnh trùng, một lần nữa tập hợp lại gần một mô cát. Vừa rồi, mặc dù được Tô An Thiến nhắc nhở, phần lớn mọi người thi triển thủ đoạn ẩn nấp khí tức nhục thân nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn có một ít người vô ý bị hỏa tuế huỳnh trùng bu lên. Những người còn lại thấy tình hình này, cho dù muốn ra tay tương trợ cũng chỉ lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia bị tuế nguyệt chi diễm đốt cháy, từng người biến thành bụi đất. Lúc này, mặc dù đã thoát khỏi nguy cơ, nhưng sắc mặt không ít người vẫn có chút khó coi, một bộ dạng vẫn còn sợ hãi. Hàn lập tìm một chỗ hẻo lánh ít người ngồi xếp bằng, điều tức nghỉ ngơi. Tô An Thiến đứng tại một cao điểm, quay đầu nhìn về nơi chân trời xa xăm, nơi đó có một mảnh trùng vân to lớn đỏ sậm đang chậm chậm bay xa, sắc mặt nàng lúc này mới thoáng buông lòng. Không ngờ nơi này lại có nhiều hỏa tuế huỳnh trùng như thế, may mắn Tô Tiên Tử hiểu rõ đặc tính hỏa tuế huỳnh trùng này, nếu không chúng ta chưa hẳn có thể trốn thoát được. Phó Cốc Chủ thở dài một hơi, cảm kích nói với Tô An Thiến. Phó Cốc Chủ nói quá lời. Hiểu rõ thì chưa nói, chỉ là trước kia may mắn xem qua mấy quyển điển thì có liên quan đến trùng này thôi. Tô An Thiến từ tốn nói, khắp nơi trong tòa tháp này đều quỷ dị, có trời mới biết phía sau còn có cơ quan cấm chế gì đang chờ chúng ta không? Phó Cốc Chủ cười khổ một tiếng nói, lại nói, Thạch Đạo Hữu sau khi nhìn thấy đại quân Hỏa Tuế Huỳnh Trùng là người thứ nhất rút lui, chẳng lẽ trước kia ngươi đã gặp qua Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này sao? Tô An Thiến không để ý đến Phó Cốc Chủ, đột nhiên nhìn về phía Hàn Lập, đôi mắt đẹp lóe lên tinh quang hỏi. Những người khác nghe lời này, cũng đều nhớ lại, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hàn Lập đang ở vị trí hẻo lánh, trên mặt không ít người lộ ra vẻ khinh miệt. Thạch đạo hiếu, nếu người biết, vì sao không nói rõ việc này với chúng ta, chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta? Cận lưu gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập, lạnh giọng nói ra. Ánh mắt những người còn lại cũng chuyển thành bất thiện. Không có, không có, chỉ là trước kia trong một chỗ bí cảnh khác, ta đã từng gặp qua hỏa tuế huỳnh trùng này, nếm qua đau khổ của loại quái trùng này, cho nên mới nhận ra hàn lập vội vàng khoát tay giả bộ hốt hoảng giải thích thật sao cận lưu hừ một tiếng thạch đạo hữu vốn giỏi về việc trốn chạy trước đây tại cuối đội ngũ phát hiện tình huống không ổn tự nhiên là nhanh hơn rồi phó cốc chủ không mặn không nhạt nói một câu nhất thời làm phần lớn mọi người mất đi hứng thú truy đến cùng việc hàn lập chạy trốn tô an thiến nhìn hàn lập thật sâu sau đó mới rời ánh mắt đi hiển nhiên bây giờ tình cảnh không tốt lắm nàng cũng lười chú ý đến một người nhát gan như vậy Hàn Lập không quan tâm mọi người chung quanh nghĩ gì về mình, chỉ âm thầm cười hắc hắc vài tiếng. Mặc dù sự tình hỏa tuế huỳnh trùng lần này là một cơ hội không tệ để thoát khỏi đội ngũ đi một mình, nhưng hắn vẫn chưa có ý định như vậy. Dù sao hắn không rõ tình huống trong tòa tháp này, nên dự định tiếp tục trà trộn trong đội ngũ này một đoạn thời gian, sau đó lại tính toán tiếp. Được rồi, giờ chúng ta nên thảo luận một chút tiếp theo nên làm như thế nào, có nên tiếp tục đi tới hay không? Trong đội ngũ, một lão giả lưng hơi còng nói, người này là trưởng môn một tông môn nhỏ tu vi thái ất cảnh sơ kỳ trải qua tràng khổ chiến liên tục lúc trước trong đám người bọn hàn lập tu sĩ thái ất cảnh chỉ còn lại có mấy người thiên thủy tông vốn có bốn tên thái ất cảnh một người trong đó đi theo bọn hàn lập tiến vào kim môn sau đó vẫn lạc bên trong bây giờ chỉ còn lại có ba người những tồn tại thái ất cảnh khác giờ chỉ còn lại thanh tác cốc chủ mặc hương lâu chủ lão giả lưng còng còn có một đại hán dâu quai nón tổng cộng bảy người khắp nơi trong tòa tuế nguyệt tháp này đều là một mảnh hoang vu, một đường đi tới, không có chút thu hoạch nào thì không nói, còn liên tiếp gặp các loại nguy hiểm, tổn thất nặng nề, bây giờ chúng ta chỉ còn lại ngần ấy người. Thiếp thân cảm thấy tiếp tục tùy tiện tiến lên, thật không phải là hành động sáng suốt. Mặc hương lâu chủ là thiếu phụ váy hồng, họ nhan tên anh, giờ phút này thần sắc bất an nói ra. Nghe lời này, không ít người gật đầu đồng ý, lão giả lưng còng ở trong số đó ý nhan lâu chủ và ba đạo hữu là muốn nửa đường lùi bước sao tô an thiến nhìn mặt hương lâu chủ cùng lão giả lưng còng hỏi tô tiên tử chúng ta không phải sợ hãi chỉ là trong tuế nguyệt tháp này quá mức nguy hiểm trước đó những kim trúc thú kia cơ hồ đã làm toàn quân chúng ta bị diệt nơi đây vậy mà lại xuất hiện nhiều hỏa tuế huỳnh trùng như thế tiến về phía trước không biết còn có thứ gì nữa với thực lực của chúng ta tiếp tục đi tới quá nguy hiểm lão giả lưng còng lắc đầu nói ra tô an thiến nghe vậy im lặng hai vị đạo hữu không cần bi quan như vậy, nơi đây chính là bí cảnh động phủ của vị thái tuế tiên tôn kia, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng khẳng định cũng sẽ có bảo vật, nói không chừng cách ở phía trước không xa. Tuy những hỏa tuế huỳnh trùng kia phiền phức, nhưng chúng ta đã biết rõ tập tính của chúng, thêm nữa độn tốc không chậm so với chúng, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị bọn chúng vây quanh, kỳ thật không đáng kể. Lại nói, chư vị thật vất vả mới đi vào tuế nguyệt tháp này, không có bất kỳ thu hoạch gì lại rời khỏi, chẳng lẽ các ngươi thật cam tâm sao? Cận Lưu mở miệng nói ra, "Đội này là Thiên Thủy Tông phụ trách, hiện tại sĩ khí toàn đội ngũ sa sút, nếu bây giờ Mạc Hương lâu chủ và lão giả Lương Còng lại rời khỏi, toàn bộ đội ngũ cơ hồ sẽ mất đi một nửa." Lời nói Cận Lưu có vài phần đạo lý, Mạc Hương lâu chủ và lão giả Lương Còng tới đây là vì kỳ vọng đạt được đồ vật trong tháp, nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Những người khác muốn rời đi, trên mặt cũng lộ ra mấy phần không cam lòng. Nếu gặp lại trùng này chư vị nghe ta phân phó ta sẽ có biện pháp trợ giúp mọi người tránh được trùng này truy tung tô an thiến mở miệng nói ra vậy được rồi chúng ta tiếp tục tiến lên một đoạn xem sao căn cứ tình huống phía trước rồi hẵng quyết định tiếp mạc hương lâu chủ cùng lão giả lưng còng nhìn thoáng qua nhau gật đầu nói ha ha cơ duyên tạo hóa vốn là cầu trong nguy hiểm tòa tháp này phủ bụi đã lâu cận mỗ tin sẽ không để chúng ta thất vọng cận lưu cười nói nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì vậy tiếp tục đi tới thôi Tô An Thiến thấy vậy, nói như thế, một đoàn người rất nhanh lại lên đường, tiếp tục bay tới phía trước. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì với chuyện này, nếu phần lớn mọi người lùi bước, hắn sẽ hành động một mình. Thế là hắn phủi mông đứng dậy, giữ khoảng cách vừa đủ với đội ngũ cuối cùng, tiếp tục lên đường. Đối với hành vi này của Hàn Lập, phần lớn mọi người ở đây khịt mũi coi thường, nhưng không nhiều người nói gì, chỉ là trong lòng tất cả mọi người đều có một dự định đó chính là trong tòa tháp dù đạt được chỗ tốt gì, cũng sẽ không tùy tiện để hàn lập được tiện nghi. Hành trình kế tiếp do có vết xe đổ lúc trước, đám người đều cẩn thận hơn rất nhiều so với lúc đầu, tốc độ đi tới tự nhiên chậm hơn không ít. Đám người cứ như vậy gió êm sóng lặng đi tới phía trước, chưa tới nửa canh giờ, hàn lập đi cuối đội ngũ, ánh mắt khẽ động, bất động thanh sắc liếc qua bên phải phía trước, nhưng không lên tiếng. Kết quả vào lúc này, Tô An Thiến đi đầu đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, nàng liền ngừng lại. Cẩn thận, lại có hỏa tuế huỳnh trùng xuất hiện đi theo ta nàng nói xong thân hình chuyển một cái lập tức bay về bên trái đằng trước hàn lập thấy tô an thiến sớm phát hiện trong lòng hơi kinh ngạc xem ra lực lượng thần thức của nàng này không kém bao nhiêu so với mình những người khác nghe chữ hỏa tuế huỳnh trùng vội vàng nhao nhao thi triển thuật ẩn nấp khí tức nhục thân theo ở phía sau một đoàn người rất nhanh rơi vào trên mặt đất trốn sau một tòa núi thấp tô an thiến vung tay lên một lá cờ nhỏ màu vàng đất từ trong tay áo nàng bắn ra, lập tức hóa thành mảng lớn xương mù màu vàng đất, bao phủ mọi người vào trong. Xương mù màu vàng chấn động một hồi, rất nhanh biến mất trong hư không, không thấy gì nữa. Một đoàn người vừa mới ẩn kín, bầu trời phía trước liền truyền đến thanh âm ông ông, một cỗ trùng vân màu đỏ xuất hiện ở phía xa chân trời, cấp tốc bay tới, quy mô so với đám hỏa tuế huỳnh trùng trước kia còn muốn lớn hơn một chút. Đám người trốn ở phía sau núi, không dám thở mạnh, cũng may tiên khí này của Tô An Thiến có chút lợi hại, bầy trùng trên bầu trời không phát hiện ra họ, rất nhanh bay đi. Đoàn người lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, chờ bầy trùng bay đi xa mới dám đi ra. Hàn Lập nhìn bầy trùng nơi xa một cái, trong lòng hơi động một chút. Bầy trùng lần này, còn cả bầy trùng lúc trước khiến hắn cảm giác tựa hồ giống như chúng đang đi tuần tra vậy. Xác định bầy trùng đã triệt để rời đi, đám người lập tức xuất phát, tiếp tục bay tới phía trước. Trên đường sau đó, Đoàn người lại lục tục tao ngộ vài bầy hỏa tuế huỳnh trùng, cũng may đều sớm phát hiện nên kịp thời tránh khỏi. Lại đi hơn nửa ngày, địa hình phía trước lại phát sinh biến hóa, xuất hiện một dãy núi màu hồng dài liên nguyên. Trong dãy núi trải rộng vô số núi lửa lớn nhỏ, có cái cao lớn vạn trượng, có cái chỉ có mấy chục trượng. Đa phần miệng núi lửa vẫn đang hoạt động, tiếng nổ vang ù ù, không ngừng phun lên bầu trời từng đạo hỏa trụ nham thạch cực nóng. Trên bầu trời hiện ra một tầng hỏa vân màu đỏ thấm thật dày khắp nơi tràn ngập mùi lưu huynh cay mũi, nhiệt độ nóng hơn trước gấp mấy lần, nguyên khí hỏa thuộc tính trong hư không cực kỳ nồng đậm. Tinh thần đám người chấn động, tăng nhanh độn gốc, bay vào trong đó. a à, đây là kim diễm thánh thạch, một tán tu kim tiên mắt sáng lên, bay vụt xuống gần miệng một ngọn núi lửa, phất tay phát ra một cái hồng mang đại thủ, từ trên vách núi đá cầm ra một khối đá màu vàng, phía trên chấp động kim quang giống như hỏa diễm. Huyền viêm linh ngọc, một người khác cũng tìm được một khối linh ngọc màu đỏ. Long Diễm Thảo, Thiên Hỏa Tinh, khu vực núi lửa nơi đây có rất nhiều linh tài hỏa thuộc tính chân quý, đám người tiến vào bên trong, rất nhanh phát hiện các loại linh tài, vội vàng tranh nhau thu lấy. Hàn Lập không để vào mắt những tài liệu này, nhưng cũng theo đám người tùy ý thu lấy một ít. Sau một phen vơ vét, đám người xem như có chút thu hoạch, tự nhiên lòng tin tăng nhiều, dưới sự dẫn đầu của Tô An Thiến, không ngừng xâm nhập vào bên trong, rất nhanh tới chỗ sâu trong núi lửa. Cẩn thận, lại có hỏa tuế huỳnh trùng xuất hiện. Tô An Thiến đột nhiên lần nữa mở miệng nhắc nhở, đám người lúc này đã không còn bối rối giống như trước, dưới sự an bài của Tô An Thiến, ngay ngắn trật tự hội tụ ở một chỗ, ẩn nấp dấu vết hoạt động. Không bao lâu, bầu trời xa xa hiện ra một bầy trùng màu đỏ to lớn, chỉ là quy mô lớn gấp 10 lần so với bầy trước đó, phô thiên cái địa bay ra bên ngoài, tựa như một đám mây đen to lớn tới gần, che khuất cả bầu trời. Thấy tình hình này, cả đám người nhao nhao cả kinh, mặc dù thân được tiên khí của Tô An Thiến che đậy, vẫn không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. chương 1054, mỗi người một ngả. Trùng vân thoáng cái đã đến rất gần, đột nhiên chúng dừng lại phía trên nơi đám người tô an thiến ẩn thân, bắt đầu bay thành vòng tròn, không tiến không lui. Dưới tình hình này, đám người tuy có hoàng vụ bao phủ nhưng trong lòng đều chấn kinh, trái tim dường như đã nhảy lên mắc ở cổ họng, ngay cả hàn lập cũng không khỏi cho mày. May thay, sau khi bay quanh một lát, trùng vân tự hành phân liệt thành những bầy trùng nhỏ hơn, rồi lần lượt bay về các phương hướng không giống nhau. Một chút dung nham núi lửa phun lên bầy trùng, kêu lên chi chi vui mừng như cỏ non tắm mưa xuân, rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời xa xăm. Mọi người bên dưới giờ này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nguồn gốc của bầy hỏa tuế huỳnh trùng kia đúng là nằm sâu trong khu vực núi lửa này rồi. Cũng đúng, mặc dù tuế nguyệt chi diếm của bọn chúng ẩn chứa pháp tắc thời gian nhưng thân là linh trùng thuộc tính hỏa, ưa thích nơi có nhiệt độ cao. Cận Lưu gật gù nói, đi chúng ta vào trong xem xét tô an tiến chợt lên tiếng sau đó dẫn đầu bay vào bên trong những người khác thấy thế cũng vội vàng đuổi theo mặc hương lâu chủ khẽ nhíu mày một chút rồi cũng bám theo một đoàn người đã bay được gần nửa canh giờ đột nhiên trước mặt họ hiện ra hai tòa sơn phong vô cùng đồ sộ cao tận chín tầng mây ở giữa một sơn cốc trong sơn cốc nơi nơi đều là hỏa tuế huỳnh trùng đang bay múa dập trời so với tình huống nơi này những bầy trùng lúc trước bọn họ từng gặp quả thật không có gì đáng kể trên bề mặt thạch bích của hai ngọn núi là hàng hà xa số những lỗ nhỏ, thoạt trông không khác tổ ong là bao. Cơ man là hỏa tuế huỳnh trùng đang ra ra vào vào thông qua những lỗ nhỏ đó, hai ngọn núi phảng phất giống như hai cái tổ ong khổng lồ. Mà sâu bên trong sơn cốc, có một sơn động đen xì nằm im lìm, nhìn không thấy đáy. Trong sơn động tràn ngập một loại năng lượng đặc thù, giống như là cấm chế, thần thức không tài nào xâm nhập quá nhiều, nhưng vẫn có thể cảm giác được từng trận pháp tắc thời gian mãnh liệt đang không ngừng truyền ra từ bên trong, hơn nữa còn xem lẫn một chút ba động không gian nhẹ nhẹ. Một đoàn người núp đằng sau một ngọn núi thoai thoải cách sơn cốc khá xa, đồng loạt thi triển thủ đoạn che giấu vết tích hoạt động. Xem ra trong sơn động này nhất định ẩn giấu bảo vật chứa lực lượng pháp tắc thời gian, có lẽ số lượng còn không ít, rốt cuộc chuyến đi này không uổng phí. Hơn nữa, loại ba động không gian kia hoàn toàn tương tự với cánh cửa không gian lúc trước, xem ra cửa vào tầng thứ ba ở bên trong rồi. Tô An Thiến nhìn về phía hai tòa sơn phong cự đại phía xa, thanh âm có chút hưng phấn. Hàn lập liếc nhìn sơn cốc một chút, nội tâm cũng bị kích động. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn cao, nhưng thể nội lại thiếu hụt một chút pháp tắc thời gian tinh thi, bằng không lúc trước chiến đấu với kỳ ma tử sẽ không bị động như vậy. Nếu như có thể thu lấy chút bảo vật ẩn chứa thời gian chi lực rồi luyện hóa, sau này nhất định có chỗ tốt lớn lao. Nhưng mặc hương lâu chủ thấy số lượng hỏa tuế huỳnh trùng nhiều như thế, rốt cuộc không giấu nổi thoái ý trên mặt. Nhan lâu chủ không cần lo lắng, ta đã có biện pháp đối phó hỏa tuế huỳnh trùng này. Tô An Thiến nhìn ra thoái ý trong mắt Mặc Hương lâu chủ bèn cất tiếng. Tô Tiên Tử, các người đều là những kẻ tài cao gan lớn, có lẽ sở hữu biện pháp xông qua số lượng lớn như vậy hỏa tuế huỳnh trùng. Nhưng Mặc Hương lâu ta chỉ là một tiểu môn phái, thần thông có hạn, hành động lần này đối với chúng ta thật sự quá mức nguy hiểm. Tô Tiên Tử, cận đạo hiếu, xin thứ cho Mạc Hương lâu chúng ta không thể tiếp tục tiến bước cùng các ngươi rồi. Mạc Hương lâu chủ trầm mặc một chút rồi kiên quyết lắc đầu. Khu vực bên trong mảnh núi lửa này hẳn là rất nhiều bảo vật, vừa mới rồi đoàn người chẳng qua là tiện đường tìm kiếm một chút, còn cả khu vực lớn chưa dò xét nên cùng họ